nào có bắn nhau anh nhỉ? Anh hôm Bùm nay bùm luôn. anh vừa họp ở quán ốc xong. Anh thấy là cái việc mà anh em bắn nhau là nó gây sứt mẻ và chia rẽ tình cảm của anh em rất là nhiều. Anh ơi. Ơi. Anh lỗi, từ từ cho em ngắt lời gì ạ? Mình họp quán nào rẻ hơn đúng không anh? Hôm nay giải hết bao tiền? Quay quay. 2 triệu anh ạ. Ui. Mẹ áo đắt thế cơ. Đâu đéo đắt thế. Đấy thì nếu mà đắt bình thường em không nói đâu, nhưng mà đắt quá. Họp quán nào mình không có rẻ tí đâu. Rồi. Còn sau anh em có khi đi họp ở quán cơm hợp lý, cơm xà bì trưởng 86 Nguyễn Văn Tuyết. Buổi cuối ăn ốc, buổi cuối ăn ốc. Ừ, giải nhất. Thật á, đúng rồi, hợp lý anh. Em ăn thì cảm giác là ăn đánh ngon, ngon nhưng mà 2 triệu thì... Sorry mọi người. Thầy ơi, thầy có chơi không thầy? Thầy không nói gì, thầy phách sao? Thầy ready rồi mà. Thầy phách. Quay số 2 luôn. Em quên. Số 15 kìa. Số 2. Ôi dồi ôi, số 9 Ronaldo. Nha. Ui, con gì cơ nhỉ? Biến giáo. Là con vịt đúng không anh? Vịt đấy. Ngỗng nhỉ? Ôi, con vịt này. Thằng bô béo. Bô ngỗng. Ôi trời, ngỗng bô vịt thật rồi. Ai mà đi chọn ngỗng chọn vậy? Ngỗng. Chọn ngỗng vịt đấy. Chỉ có chị Trang thôi thì. Thôi được rồi. Ê. Em là thám tử nha, nhận này. Đấy. Uy tín à? Thì ăn một viên đạn này. Có ám sát này. Ám sát vào bắn. Không có ám sát. Chắc chắn là còn một con vịt. Vào bắn thẳng luôn vịt đây. Áp ca kìa. Nếu mà nghĩ lâu thế nhở? Lại người Canada. Spoil thì mình sẽ mở mũi. Quả lay up vãi cứt ạ. Đây bú con nhiệm vụ trước đã. Cái đéo gì đấy? Fuck. Đúng lên. Em đoán được ấy ở đâu? Đoán gì đây? Đoán được cái gì? Đoán được con vịt đằng đâu. Oh. Wow, đỉnh vậy. Anh không tin anh đỏ lắm. Ê, từ, đây, đã tiện, từ. Mẹ tao vừa support đây xong. Đợi, tao tiện, tao xếp sách cái. Ok. Hồi nãy anh làm nhiệm vụ này đấy mà. Thì lấy có một cuốn sách rồi tập. Một cuốn sách. Ba cuốn. Ba cuốn. Anh đọc xem. Uầy. Tao vừa phát hiện ra thằng nào nhá, màu gì? À thằng Ben. Nó chết ở phòng sách chúng mày ạ. Ủa? Em vừa thấy anh Ben với cả thằng Dep đi chung với nhau mà. Chết ba xác. Ơ kìa. Thằng Dep đâu? Tính ra là ô thằng Dep chết mẹ rồi. Bộ chết rồi. Nhanh như thế này. Ủa? Nhanh như thế này có khi nào. Hình như tất cả mọi người chúng ta đều ở phòng điện hết luôn ấy. Chúng ta rất là đông. Có nhà có chú Chiến, có chú Trang, 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 có nhạc này. Ali đi riêng với Hoàng Mèo. Đâu, có nhà đi riêng với Hoàng Mèo. Có em. Ali đi riêng với Hoàng Mèo. Em ngay cái phòng thí nghiệm đó mà. Đấy mà. Mình tất cả mọi người mình ở trong phòng thí nghiệm hết luôn ấy. Không phải. Thế thì đấy nhá. Có anh Moi với cả thằng Hiếm nữa à. Không. Là em với cả anh Moi, em với anh Moi đâu.
Em này, anh Chip với cả thằng Vút Ca Quang chạy ra xem anh Chip chạy vào nhảy vào trong cái tượng. Đúng. Thấy mọi người đâu? Không, Canada lại nghĩ lâu lắm xong rồi chọn luôn thì anh nghĩ là Canada là thằng Pew. Tại đâu anh Canada đâu? Không, không Canada được, không Canada được. Pew là gì Pew? Pew nghiệm xong rẽ phải. Nói ra có bị sao? Không sao, không quan sát đâu, không quan sát đâu, nói thoải mái. Mày là vị gì? Không thể Canada được, không thể Canada được. Mày là thầy Đồng à? Thầy Đồng, thầy. Thế thì đó phải. Thế thì mình tìm sếp. Anh phải nói là anh thấy xác này là xác nguyên chứ, tại sao anh lại nghĩ không là Bill là Canada nhỉ? Ừ. Bị mình hơi kỳ. Mà chết đôi nó mới ghê chứ. Chúng ta đang tất cả cùng đứng ở phòng thí nghiệm. Xếp 3 mà. Ok. Đi đi thầy ơi. Anh là gì à, anh Moi? Anh là gì? Anh là gì? Thế thầy là gì đã? Từ từ đã, thầy là gì? Em là dân phòng. Anh là thám tử. Anh check được đấy. Thế anh em đi nhau là hợp lý rồi đấy. Bây giờ còn đi anh. Anh mà hú cái là thầy phải băm luôn đấy nhá. Em hỏi anh nhá. Thế cái xác đấy anh check ra là gì? Anh là thám tử, anh check ra cái đéo gì. Anh chỉ check được mẹ đỏ với cả trắng thôi kìa. Thế anh check thử em xem đỏ hay trắng anh được. Thầy bị lú mẹ rồi. Từ từ, đang cool down đợi tí. Anh cool down. Sao anh cool down được? Thám tử, tao vừa mới check xong, trời ơi. Làm sao anh check luôn được, vừa ra nào không bao giờ check luôn được. Mày tránh bốp, mày trắng bốp. Thầy trắng bốp. Đi thôi. Gà, em đang làm nhiệm vụ, anh đi đâu đấy? Anh đang đi với thầy Onip. Thầy anh độ, thầy anh độ rồi, anh độ rồi. Check luôn, nhưng thám tử, em nhớ là cool down vào lao vào. Ê, Nhím nó vừa đứng với cả Bông Mai. Đúng rồi, Nhím. À, Nhạc đứng với cả Bông Mai. Cả có Nhím với cả anh Độ ở đấy nữa. Thì hai cái xác của Nhạc với cả Bông Mai ở đấy thì Nhím với em cả anh chạy đi lâu rồi thầy ơi. Thầy đâu ấy? Đấy, thầy, ơi, okay. Ơi. Thầy với anh đang đi với nhau. Thầy tách đi, thầy đi đâu ý? Thầy lúc đầu thầy còn dí em cơ. Anh đang bảo là anh với thầy phải đi với nhau. Anh là thám tử, trái dám nhận anh là thám tử cả. Ai là thám tử nhận mẹ đi. Ừ nhá, còn cái xác nhận ra đi, ai nhận ra ra về màu. Thằng Nhím. Cái bộ béo nhận thám tử mà. Cái thằng Nhím đây, anh nãy nó bảo là ai thám tử, anh độ thám tử tí cho em nào. Ai thám tử? Ai nhận thám tử? Anh thám anh độ tí cho em xem giết người không? Vote thằng Nhím đi mọi người. Ê bị cả làng này dắt luôn rồi. Mọi người cứ vote thằng Nhím trước không vote anh Độ. Thằng Nhím ấy. Em giết tao. Em là người cuối cùng. Tao vote Nhím nãy chỉ có thằng Nhím. Còn anh Khôi là em giết. Anh Khôi là em giết. Anh Khôi của em. Đây là mình giết. Vote thằng Nhím đi, mày đừng nói nhiều nữa. Ok gì ai em là Pew ơi, cố lên Pew. Đấy. Sao? What the fuck? Không sao Pew ơi, tôi. Đây em đi chung vào du lịch. Chết mẹ rồi, thế phải còn bồ nông thì thằng Khôi mới chết được. 30 giây cool down bao giờ không? Anh làm nhiệm vụ đi. Anh là gì anh đi làm nhiệm vụ đi. Pew ơi, mày là thầy Đồng đúng không? Ôi. Đi thầy Đồng ra đây làm phép thật không thật đây có bàn thờ đây có bàn thờ đây có bàn thờ đây có bàn thờ bay đây đi ra đây có bàn thờ Alo, cái game này có bàn thờ không? Ủa? Hả? Bàn thờ? Bàn thờ sao? Thế thì rung chuông ấy. Độ là cái con mà định đi ăn thịt mấy con ngỗng rồi. Con cặc gì đi ăn thịt mấy con ngỗng? Là con nghe. Gì? Không, là vịt anh ơi. Mày rủ tao đi ra bàn thờ, mọi người bảo cái game này làm gì có bàn thờ? Có bàn thờ, mày đéo chịu đi, mày đéo biết mẹ mới chơi người ta chỉ cho phải đi xem. Bàn thờ ở đâu? Ở góc bên dưới có cái bàn thờ hiến tế. Sao thằng là đưa anh lên mày. Em được nghe lệnh thầy Onip là rung chuông đi. Mày quá bé mày. Anh nói đấy. Thế anh bảo mọi người phân tích đi. Mày... Mẹ mình thầy dí vô phát mẹ chết luôn cả. Không, mẹ thằng Nhím rồi. Ui em lại nghĩ phải. Bọn em có Ali với cả thằng
cháu đi qua phòng thí nghiệm, nghe thấy tiếng Anh ở đấy, xong vòng lại thì lại thấy luôn, thấy cả người luôn. Cái bàn trước quay lại có xác. Đấy là anh với cả thầy đang đi với nhau, thầy anh là thám tử, thầy là dân phòng, xong anh bảo là anh em mình có thể collab được với nhau đấy, xong thầy chạy mẹ luôn ạ. Thế đang đi với nhau vui. Không nhưng mà anh không tin. Em thấy anh đứng là thằng nghiêm gì. Thế. Vốt ai đây em? Đang vốt ai? Vốt cái người bạn thờ ấy. Đâu anh ơi. Ấn kịp chứ? Thôi chết rồi. Xong rồi. Độ rôn đi không? Anh Bêu chuẩn bị lên bàn thờ nữa rồi. Ôi sợi. Bùa. Bêu. Ô bánh nhắc. Chạy đi hòa mèo ơi. Mẹ, con này cũng đào lâu thế nhở? Thế anh Boy đang đuổi Ali với cả Hoàng Bèo là dùng sư luôn. Thầy ơi, thầy dùng não một tí đi, mẹ có con vịt nào đi đuổi đúng lúc hai đứa không? Không, anh tính phải đấu. Thế đéo hiểu. Mẹ à. Nhưng mà quả nãy hai cái xác của Bốc Mai với cả nhạc. Chắc chắn anh là nhìn ở đấy rồi. Thầy dí thế thôi, thầy vốt anh thì vốt mẹ luôn đi còn gì nữa. Mẹ à, đéo hiểu sao mẹ một con vịt đi dí hai con ngỗng xong rồi quay ra vốt. Ôi nhưng mà chị Miu chưa chết mà. Em tưởng phải đó anh vô chỗ dung chuông anh giết chị Miu. Giết đéo gì? Tao không giết được đéo đâu, tao là thám tử. Chúng mày đừng focus vào anh nữa, chúng mày đi tìm mẹ thêm vịt với cả thêm bồ nông đi, bồ nông vẫn còn sống đấy. À nha, tới thầy nhá, thầy biết thầy phải làm gì rồi nhá thầy nhá. Tôi có một viên đang vốt ai nhỉ? Đang vốt ai nhá. Thế thôi mình cứ skip đi, đi làm việc đi. Qua anh Piu ơi. Mình cũng chưa chắc mà. Đúng không? Thêm một cơ hội nữa vậy. Anh nói thật chứ thầy, anh mà là vịt nhá, thầy chết lâu mẹ rồi từ lúc anh với thầy đi với nhau rồi. Thầy cứ dí thôi. Thầy đi với anh Độ đi. À, đi nhờ. Anh Độ được, đi, để em đi với anh Độ. Để em đi với anh Độ. Đâu nhỉ? Thầy đâu nhỉ? Thầy đâu nhỉ? Mày có phải là gì không? Ê, đi chung đi. Tao là thám tử, tao thám tử. Đã đi với đội nhá. Mày nói gì? Tao là thám tử. Thám tử là đốt gì? Thám tử là tao có thể check được xem là thằng này có giết người hay không. Ví dụ như tao check mày nhá, đợi tí. Ờ, đấy. Đấy, mày màu trắng là mày không phải là kẻ giết người. Ờ, thế mày đi chung với nhau đi. Đúng rồi. Mày là thầy đồng đúng không? Thì chọn mày check xem là có ai chết chưa. Ừ. Mày check xem có ai chết chưa. Check chưa? 16. Mẹ, cun đáo lâu thế nhở, mẹ con vịt này. Không anh. Nhặt chuông. Kiếm chuốc. À, thế mục tiêu lại còn chui con mẹ vào trong cái tủ nữa thì. Ờ, cái xác màu hồng của Trần Thái Di ạ. À, xác của anh Bo. Anh Bo ở cái chỗ bên trái làm nhiệm vụ đi nhặt chuông ấy mọi người ạ. Thế là trong lúc hỗn loạn bạn? Nhặt chuông là thằng Piu bạn tao là đã bị chém chết rồi. Sao lúc đó em vào em không thấy ai hết nhở? Đi ra cũng không thấy ai nhở? Đi đâu hết nhở? Thế thằng Hoàng Mèo. Hoàng Mèo. Anh với mày chạy ở dưới, mày rẽ trái. Không phải nó. Không phải nó. Anh cảm thấy ổn dưới này. Anh nhá, thề. Anh ngậm máu phun người. Anh nhá, anh Bobo. Anh rồi. Nếu như anh thì em với anh. Nói là đưa anh Bobo lên bàn thờ là đi vô đây đúng không? Không mọi người. Anh đánh Độ đi với em mà. Anh giết nó ở đấy chỗ lúc đéo là được. Anh nhìn em của anh đứng lên nhau rồi em tạo bài anh cho trái luôn. Hả?
Đếp kẹo phải, anh kẹo trái. Anh giết, không. Anh giết bồ xong gì em? Mày kẹo trái, tao kẹo phải, mày bị sai hướng à? Anh kẹo trái, kẹo phải, em kẹo phải, mới gặp thấy ông đi bên dưới. Mày bị dở hơi à? Chạy xuống dưới là tao đi sang phải, mày đi sang trái mà, ok. Anh đi sang trái mới đi qua phải. Đầu gọi là... Mày bị lú hướng rồi đấy. Ủa kìa, sao vẫn bố quá thì mà không? Trời ơi, em chết rồi, còn nhiều vịt thế. Bờ kia anh moi đâu nhở, em kiếm anh mãi không thấy. Đâu mày đâu? Từ từ, mẹ. Thế là còn, từ từ Ali ấy, anh bảo. Anh không giết mày được, trời ơi. Thế thì từ từ đã, còn cả vịt, còn cả bồ nông. Bồ nông? Ừ, chắc chắn với mày luôn, skip nhiều như thế, còn cả Dada. Sao, để em đi bảo vệ anh. Đi. Ừ, thế thầy với anh moi đi chung với nhau đi. Ừ, được, ok, ok. Từ từ. Từ từ, nãy anh xếp sách còn chưa xong thầy. Được anh, đi. Đấy. Em xếp phụ anh luôn. Đây, đợi tí. Ê, phụ đi. Đấy, em đi với anh moi chị Bill. Ờ, nốt một cái phòng đốt nữa là xong rồi. Thầy đang đi. Ôi anh chém em đi, em biết mà anh mà. Biết cái gì? Sao thầy cứ dí anh ấy nhở? Đấy, thầy thấy không? Nếu như mà anh giết thầy là anh giết mẹ luôn rồi đấy. Anh còn để thầy làm béo gì? Thế. Thầy là dân phòng đúng không? Em dân phòng mà. Chú tiếp thu trong này anh này. Đâu. Đây à? Chú chip chú trong này thì phải. Bạn, mày gọi thử em mà. Chip ơi. Thế không phải rồi, ở bên tượng kia rồi kìa. Đây này, ê! Giết mày! Ê! Ê! Anh giết thầy ổn íp. Em thấy luôn. Em mời. Em còn gì nói nữa. Từ từ, thế thì phải có một con vịt tàng hình nữa. Đánh không, đã không tìm. Em đang bám thầy ổn íp. Em còn nhìn tận rõ tận mắt là anh giết theo đích cho bạn em. Lúc tao chạy đến là nó nằm đấy chết trương mẹ xác lên rồi. Tao đang hoảng hốt ra đi gọi chúng mày. Mà vừa nãy anh cũng biết. Rồi. Anh đi với theo đúng rồi. Em còn thấy máu tóe lên sao nằm đấy được. Chúng mày đéo quan tâm đến cái chết của bạn tao kìa. Tao bây giờ tao phát hiện ra là DJ Chip cũng chết rồi kìa. Ấy, thấy chú Chip DJ đúng rồi. Thế thì đấy chưa? Hòa mèo. Không, em tên Hoàng Mèo. Nói là em đi thấy Ali đứng với chị Trang nè, xong rồi không thấy Hoàng Mèo đâu. Ủa, không thấy Hoàng Mèo bị nhốt ở phía dưới, mà nó bị chống cửa. Không, nhưng mà em tin Hoàng Mèo. Hai nhân chứng của mình. Bây giờ vote anh Moi trước đây. Mày chết mẹ mày rồi Hoàng Mèo. Mày chết mẹ mày rồi. Sao mà em chết được? Em có hai woman bảo vệ. Nhìn đi. Chết rồi, anh chết. Hả? Ủa? Trời ơi, cây L7 rồi. Chết rồi, nghi quá à. Anh chip bị nuốt rồi sao? Ủa là sao nhỉ? Thế thì phải còn bồ nông. Thế thì phải còn bồ nông chứ. Đây rồi. Đây rồi, đây nó dưới gương, nó dưới gương. À. Thế dưới này là con Dada à? Đi đi Quang ơi, đi. Đừng, đâu. Đi em ơi, đi nhanh.
bồ đốc có bồ đốc, thằng mèo là bồ đốc em ơi. Nó vừa mới nuốt thằng quang xong, anh vừa nhìn thấy xong. Miu ơi. Miu. Bảy ơi, bảy. Địt mẹ, cú đao đéo kịp ạ, cay thế. Fuck. Xa thế. Không đi. Địt con mẹ. Trong vòng tới sẽ chết không sợ. Không phải anh cool down 30 giây. Không kịp. Chắc chắn của anh không giết được 7 rồi. Tại anh giết thằng Quang trước ạ. À. Thề. Sao anh không kịp quả đấy phải chú mà. Quả đấy phải nhập xuống trước mà. Không. Anh trốn là hạ thắng rồi. Không trốn được. Nhiệm vụ của anh là giết bồn ông. Là nó đếm giây rồi. Đúng không? Phải giết bồn ông. Phải giết. Mẹ, anh giết thằng Quang xong cool down 30 giây mà thời gian giết con bồn ông còn có 20 mấy giây, thế là anh đéo cool down kịp rồi. Cày thế. Ui, đoán thế thôi. Cày soi luôn kìa. Mày bị gì? Kém mất thêm anh Khôi nữa. Thì tóm đúng 3 gì luôn mà. Không, mà nãy anh nhạc chuông là anh thắng. Nãy nhạc chuông nó... Nhưng mà... Nhưng mà em... Nhạc hiểu không? Cái nhiệm vụ của anh là không có nhạc chuông. Nhiệm vụ của anh chỉ là giết bồn ông thôi. Và nó chỉ vào thằng 7. Thì nhiệm vụ em phải chú ý đồ thôi. Vậy là anh đồ không biết là anh bị không... cần nhạc chuông. Cái nhạc chuông đang còn 10 giây là anh chỉ còn 28 giây không nữa. Không có nhạc chuông nữa đồ đúng không? Bảy bên em thì nhạc chuông à, em sợ em đi kiếm à. Thế à, bên anh nhận nhiệm vụ là giết mày đây. Em hiện nhạc chuông em sợ em phải đi kiếm em đang tính trốn. Thầy đi với anh đồ mà không để không biết luôn đi. Còn bị giết nữa. Là dân phòng mà sao giết. Mèo ơi, ra đây anh Mèo ơi. Ok, vô đi guys. Này chơi nổ số cao rồi. Thôi ơi. Chọn rồi gì cả. Ờ. F10 hồi nãy mày tránh xa ra là ăn tiền cái khúc đó rồi. Ừ. Cái con đứng ở đấy, cái con giết người hàng loạt này phế vãi đái, thì giết một phát đi cool down mẹ 30 giây. Đâu, nó giết hai người. Giết đúng người. Anh được cool down nhanh hơn thì không, phải. Vẫn thế. Nó đi sau. Hứa với em luôn. Let's go mọi người. Lên khói. À thôi, ám ca rồi, cho con. Đâu anh Khôi bảo lấy đồ ăn hay sao ấy, chờ tí. Oh shit. Ủa nhưng mà sao đó các bạn không được giết à? Chạy đi, mu. Chạy đi, chơi với thằng số lớn cái này. Thôi thầy lại đi anh Khôi. Tại vì anh Khôi đuổi em hả? Có biểu hiện cái là em chém luôn. À thế là thầy giết người rồi nên là thầy đéo giết được anh, bảo sao thầy hiền thế. Đúng rồi. Em mà giết được thì anh chết lâu rồi. Hồi nãy có lâu rồi. Lâu đầu định giết em cơ. Lâu rồi. Nếu nó ngạc với cả hôm mai của đấy thì không trả thù được. Thầy đấy mà em không gì anh chết lâu rồi. Anh vốt lại cả hai lần liền còn toàn bị bỏ qua thì làm sao mà anh làm được gì nữa. Qua thầy mẹ có một con đa đa, một con bồ nông, anh bảo con bồ nông đéo ai tin. Thế ba phe của thầy vẫn là năm. Thế chị Trang đa đa à? Chả hiểu sao. Ủa, em thấy anh Quang làm đa đa thì no hấp. Thế chị ơi. Đa đa trận đấy chỉ biết trốn thôi chứ xong rồi đợi một người dí thôi mà. À anh chip đi, anh chip trốn được mà anh chip không đi trốn thì anh chip còn để bị giết nữa. Không, anh chạy ra xem mọi người đi đâu và anh mẹ vừa chạy ra đấy mà bị độ chém chết ạ. Anh chỉ không hết chứ nhẹ. Có tưởng cứ mua cái tượng cơ, cái tượng ạ. Thầy là còn, bạn ơi, thầy là còn dắt tôi đến chỗ cái tượng vào đấy, chú chip đang chui trong này này anh. Con phải trong khi tôi vừa bắt bạn ở trên xong đi. Thầy, đây rồi. Rồi, số 15, mau quá. Trời ơi, số 16
Sorry mọi người, em mới đi lấy đồ. Thì bạn sao thằng Bô hôm nay gọi số nào là mình vào số đấy nhỉ? Ủa, sao em nào ta? Út rồi. Bản chất ngẫu nhiên ra một câu hay là ném chơi đều. Một câu làm gì hả chip? Một câu nó đi lây độc cho tất cả mọi người nhưng mà không chơi luôn đấy. Mày độc mày, hết là tháng à? Mày mà vào bồ câu là mày đúng chỉ được đấy. Mày chỉ được chui vào tủ với cái chui vào tượng thôi nhá, không được lây bệnh đâu nhá. Tại vì con đấy nó vớ vẩn quá. Nó hơi OP. Piêu số mấy đấy Piêu? Được nói không? Được mà, thoải mái. Được trận này nói được anh ạ. Được anh ơi. Ông em xem. Ảnh hưởng lắm. 8. Vâng. Ra. Vâng. Số 8 luôn ngỗng ạ. Anh build điêu. What the fuck, man? Ui, thế còn mỗi Dada xong đấu với cả bồ câu à? Phải cả cứt nhỉ? Ăn ra. Tụi anh phải làm nhiệm vụ đã. If you're happy and you know, cặp do hen. Bí mật đấy thì cho anh nâu, bạc cho hết. Rồi, anh hiểu. Chuẩn rồi đấy. Wow, bất ngờ chưa? bất ngờ quá. Anh Boy có thể là vịt nha, chui được vào đấy này. Bất ngờ quá. Bất ngờ chưa? Tao bất tử. Để anh ở trong đấy nhá. Mọi người đi đây, bye bye. Thôi anh đi với Bomby nhá. Ok anh đi đi. Ờ, anh chắc chối thế thôi. Ok anh cứ đi với Bomby đi, để em lo. Ờ, chắc chè rồi. Đấy đâu đấy. Ui. Nhạc có biểu hiện làm nhiệm vụ lắm này. Chào em. Đa hình sao? Bông Mai ơi. Đa. Đây em đây. Xong đấu hình sao? I look you very far. Đi theo cổ vũ nhạc. Kèo này căng. Em ra được rồi. nhặt nhiều. Sao lâu quá em? Trời ơi. Em đang đi nhặt chuông, đang chạy đến kia thấy anh Ben chém bụp một phát. Vô ở ngay phòng rung chuông luôn. Khéo không. Ben nói gì đây? Ben là Dada à? Ben chửi rồi, Ben chửi Ben Dada rồi. Anh có thông tin. Em nhìn thấy chém luôn đấy. Từ anh bảo. Không gì anh. Ván này không có Dada xong đấu đâu, tại vì anh là số 16, anh còn nhìn thấy Dada xong đấu. Ui, thật đấy, đúng anh Ben rồi, từ đấy. Đúng. Ben luôn rồi. Thế thì chắc chắn là thằng Ben đã ra đây rồi. Cái gì? Cái anh là gì hả anh Ben? Em số 15 là cái dạng sao anh? Giả dạng gì? Hay cả giả dạng. Giả dạng đéo gì? Không có kẻ cắt danh tiếng. Cút mẹ. Cái tấm chứ nhầm. Cút. Thế là vote Ben à? Vote Ben. Anh Ben làm vì hit chém ngay trước mặt em mà. Thật khoa. Ai là hai công việc còn lại anh Ben mà. Thì nó chết rồi, không cần biết. Dù đến vịt cũng vote anh Ben kìa. Hai bỏ qua kìa. Ai ra đi mày rồi. Mày chịu nói. Đi. Trời ơi, lại ghi cho anh đấy. Lại ghi. Nếu mày thấy anh lại ghi chưa? Anh á? Anh là thằng vừa có thông tin mẹ để giết thằng Ben đấy. Đúng không? Thế thì em cho anh một thông tin để củng cố sự lại ghi. Ai mà em mà chết thì người đấy là. Ui, ok, thế được. Đấy. Ơi, cú. Chị Pet 2K vẫn đi xuống kìa. Cú. Chị Pet 2K vẫn lao xuống kìa. Cú. Đi đây.
cu cu. Đó, chị nghe đây mà. Cu cu. Cu cu. Cu cu. Cu cu. Cu cu. Ủa. Ủa. Ơi. Tôi tin vào đây, ở đây có vị tâm linh hoặc vị tăng này. Và tôi tin luôn đó là mèo ú. Thế nó cho nó vua không? Anh vừa bảo mèo ú là chứ nó lật đấy à, chứ nó lật. Anh đang nhìn chạy lên. Tao có thông tin, tao có thông tin, tao có thông tin. Mèo ú vừa chạy đi phát thì em thấy thấy cái xác này chết mà không ai chém cả. Tao có thông tin, tao có thông tin. Hãy để tao nói. Đúng. Tao là chim bồ câu. Tao số 16, lúc ấy chỉ có mỗi hai lựa chọn thôi là Dada xong đấu với chim bồ câu. Thế tao bấm mẹ ngẫu nhiên để xem tao rôn gì nữa không. Thì tao ra con mẹ nó chim bồ câu, thế là tao chui về trong tượng. Thì đúng rồi, vợ tao đứng ở chỗ tượng. Nhưng mà mất điện rồi, nhưng mà vợ tao đéo đi đâu cả. Vợ tao đứng một lúc lâu, xong tự nhiên ựa, có người chết. Xong tao cứ cúc 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 cúc, nhưng vợ tao đéo nói gì cả. Vợ tao có vấn đề. Chị Miu đi xuống mà. Đúng. Đó là chị Miu đi xuống, chị Miu trốn. Hợp lý. Không, Hoàng Mèo đó. Em đi bên phải, em chỉ theo Hoàng Mèo, không thấy Hoàng Mèo đâu cả. Không, chị em chạy qua bên phải. Tin đánh độ, tôi vốt bên chủ cây. Ờ nhưng mà em cúc cu lại mà sao lại không nghe thấy? Không, không hề, em không hề cúc cu. Nhưng không di chuyển đúng không? Đúng, không di chuyển gì cả. Em đứng yên một chỗ. Đúng rồi đấy. Thấy đúng rồi. Không phải thầy đồng, nó bị bại lộ. Tí nữa nhá, tí nữa mà nếu mà không phải em thì mọi người quỳ xuống. Trang thầy đồng mà mọi người. Không phải, chơi thế. Cái bài quỳ xuống chơi. Ai chơi bài quỳ xuống lỗi là quen lắm. Em là thầy đồng mà. Nhưng mà chị là gì? Ok thế bỏ qua thầy đồng. Ôi giời, vàng bạc đồng gì bọn tôi vốt hết. Bỏ qua này. Không tin. Em bỏ qua. Thầy đầu. Nhưng mà sao mọi người không tin? Em bỏ qua nhá. Em bảo với cả bỏ anh đi. Bỏ qua. Em bỏ qua nhá. Em tin anh Độ à. Mày nói vậy thì tao tin mày bông min ạ. Thầy đầu sao chị không... sao chị không lên trên nhỉ? Lên trên. Tao nghe tiếng cáu đều. Cúc cu lại chứ sao? Không hề có tiếng cúc cu lại nhá. Chị vẫn phi xuống. Không có phản hồi nhá. Không, Hoàng Mèo á. Không phải tao. Đây này. Đây, đây. Thôi không tin, không tin, không tin, tôi không tin. Tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin. Tôi không tin một ai hết. Cú cú. Cú cú. Em tin mai. Cái gì nhỉ? Cú cú. Ê, vừa nãy. Lại nữa. Dê, trong này thật an toàn. Kêu, kêu. Cú cú. Tối qua kêu. Em nghĩ ở trong phòng này có người chết rồi, cú. Nhìn nó vừa giết một người bằng từ xa rồi. Bị điên à? Là ai? Ủa? Nào? Mình đang đứng với nhiều vịt lắm. Tao có thông tin chúng mày ơi. Tao có thông tin. Tôi đang nhả nhả ở đây, tôi đang nhả nhả ở đây. Chúng mày ơi, alo. Tao có thông tin, tao có thông tin. Chúng mày có để ý là thằng Piu chơi rất ngu nhưng mà nó sống rất dai không? Để em biết cái số 8 mà. Không. Em ơi, nó đang trong quá trình tập chơi làm sao nó có thể chọn ngỗng được, vô lý. Không tin được. Không nhưng mà anh ấy bảo số 8 mà. Em thấy nãy hơi legit tại anh. Mọi người ơi, thằng nhìn đứng yên, thằng nhìn đứng yên, thằng nhìn đứng yên, chuẩn bị người chết rồi, chuẩn bị người chết rồi. Đi đây. Ui. Ui. Mình đứng yên kìa, mình đứng yên, 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 mình đứng yên này, mình đứng yên này anh ơi. Chị. Đấy. Không kịp, không kịp. Ui. Em thấy anh Bảy chạy lên thì em chạy đi tìm xác. Một phát em thấy anh Piu với cả mèo ú đứng nói chuyện nhau rất lâu, đứng ở trên một cái xác. Hai người bảo là canh cái xác, không hiểu để làm gì cả. Chính xác, bọn tao phải canh cái xác để xem thằng nào đi quay lại chỗ đấy. Bởi vì là bọn tao đứng tới rất lâu rồi. Và mày là thằng quay lại chạy lại chỗ đấy. Chính là mày. Em lại có chức gì? Năng luôn. Ừ. Quay lại để em bây giờ lúc mới mất điện mà. Lúc mới mất điện thì bây giờ đang mất điện thì hai thằng đã không làm gì được nhau thì phải đứng ôm cái xác chứ. Anh Piu là gì? Em đến chạy anh Piu nói mỗi từ giới thiệu ấy, chả biết cái gì. Anh Piu là gì? Quả anh Piu là Piu là gì Piu? Đép thì cũng không phải nè, tại vì đép nãy dí một con vịt rồi. Tao không làm được cái gì đâu mà là cái gì. Bây giờ anh Mèo mất điện thì em chạy theo phải. Anh không khai đâu mà em chạy theo em. Rồi. Confirm. Anh Piu Piu chạy theo em để xuống dưới góc bên dưới mà sương mù á, góc bên dưới luôn. Anh Piu Piu đuổi em rồi. Thế em phát hiện ra cái xác đấy là ở đấy sẵn luôn, tức là giết từ đầu. Tao với mèo ú là không làm gì nhau cả, hai thằng cứ tất ra nhau đi thôi. Xác ở đâu ạ? Xác ở đâu ạ? Xác ở cái chỗ đéo lào ấy, đéo dứa. Thế thì tao ở trong tượng, lúc em mất điện, trong những người lên trên có hai đứa lên muộn nhất là thằng Nhạc với cả thằng Nhím. Ôi em đứng đấy từ đâu luôn, em đứng đấy từ đấy luôn anh ơi. Em đứng đấy từ đâu luôn nha. Thế Nhím chức năng là gì Nhím? Nhím ơi. Nhím là gì? Rồi.
thôi lâu rồi. Thôi lâu rồi bà về. Em lâu đâu? Em nói luôn bà đà, nó đà đà. Ông đà đà. Ô hay đà đà nhỉ? Nó đà đà sao? Đà đà thì sao? Đừng minh bảo hoàng mèo đà đà. Ô. Đi đâu tao sẽ đà đà được. Hồi nãy cái hội mình 5 người ở trên á có một người. Ôi, vẫn sống. Yeah, vẫn được đánh giám là vui rồi. Thật tuyệt vời. Này, hoang mèo. Tạm biệt mày. Mày sắp chết rồi. Không thể như vậy được. Mày sắp chết rồi. Chắc chắn mày sắp chết rồi. Hai con vịt. Có phơm nhạc là đứa đi cuối cùng đúng không? Đi từ dưới lên trên đúng không? Trời ơi, có ống nhầm. Hai con vịt. Ui. Đi kiếm đồ ăn đi. Anh Đỗ ơi. Đây, để em. Anh Đỗ ơi. Cái gì? Em là người nổi tiếng. Ok nhá. Uầy, thì tao biết là đôn chúng mày ở đấy. Trận này không có phát bị à, trận này không có ấy đâu anh ạ. Không có gì. Ủa, từ. Moticon cái hình quan tài là bro gì hả anh? Pháp y. Ở trên có ly mì. Pháp y là trách xác đúng không? Là... Lên trên lấy ly mì kìa. Mẹ à mày. Không, trận này không trách xác nhá. Sao nó biết nhỉ? Em thì không nghĩ anh Bảy giết. Nhưng mà anh Bảy đứng ở trên nhà xác. Thế thì xác là siêu năng lực rồi. Ủa, từ sao mày luôn là thằng phát hiện ra xác chết vậy? Ủa, em đang bỏ đồ ăn cho người mà. Bỏ đồ ăn mà. Tình hình là em vừa mới bỏ một cái miếng cuối cùng vô thì nó hết kêu. Sau đó em đi ra thì tự nhiên anh Bobo chết. Chị Ali là gì? Chị từ á. Nhưng mà tức là cũng có thể có siêu năng lực nhưng mà nếu như mà không phải là siêu năng lực thì anh Bảy chém. What? Tại vì em đứng ở ngay đấy mà. Tự nhiên con đến chết thì anh Bảy là gì? Thì anh Bảy đứng trên, có mỗi anh Bảy đứng trên anh Pew mà. Kẻ báo thù. Ừ. Thì đang cái chỗ chỉ là cái chỗ đồ ăn mà. Bây giờ đồ ăn vô xem xong rồi. Tao cũng không nhìn thấy là ai chém. Kéo tù số mấy. Em mấy anh Bảy? Rồi. Mấy ngày em quên mất rồi, từ từ đã. Em là ngỗ ba gan, nói chị Miu từ đầu rồi nhé chị Miu. Hoàng Mèo là gì? Nói, em cũng còn nói với chị em là ngỗ ba gan từ ván vừa xong. Dân phòng. Một tính dễ đâu. Dân phòng. Dân phòng. Một số là không được hai số đâu. Bình thường số là phải nhớ chứ nhỉ. Đấy, thấy không? Đấy là gì chạc, tính đấm đạp không? Thì mọi người cứ ghim anh Bảy, có mỗi anh Bảy lúc này đứng trên xác của anh Pew. Mình kêu là anh Pew vừa chết gì đấy thì anh Bảy nhảy cấp. Em ghi một vật rồi, từ từ anh em ơi, tức là lúc mày đến là đã thấy cái xác ở đấy rồi là thằng Bảy đứng ở đấy. Không, bọn em đang cho ăn. Em còn có em nữa. Ai có tâm linh á. Đứng đông lắm. Tàng hình á. Em nghĩ con vịt là chị Ali. Không, em không phải vịt. Tao đã tìm ra kết luận rồi, nghe đã. Anh đổi, từ từ, em bảo. Lên này. Tao biết rồi, tao biết con vịt cuối cùng là ai rồi. Là tao nên sống ích kỷ, tao không nên đi tìm nữa, tao ngồi trong này thôi. Bảy là gì vậy? Bảy trong này. Ê. Là tao, bảy cái đéo gì? Ôi. Không, bảy cũng làm trong đấy, trong anh ấy. Ô thế á? Em thật, ừ. Thế thì anh Bảy là cái gì? Anh Bảy là người báo thù mà sao chui nó bảo nghe cười nó không ra nó chui được. Bảy trong đây đấy. Đi dùng chuông cho tao, đi dùng chuông cho tao. Dùng chuông. Bảy ơi. Bảy. Lady and gentlemen. Em phát hiện ra, mèo phát hiện ra anh Bảy chui vào cái chỗ anh Độ cũng chui. Hai người đang chui trong đấy. Hai người nằm cạnh nhau. Ủa? Chui ở đâu? Thế anh đang ở đâu? Chui trúng tưởng. Anh ở dưới mà. Dưới nào? Dưới cấp điện mà mọi người. Chỗ nào? Cụ thể. Cái chỗ Đại Thiên Văn á, Đại Thiên Văn có cái dục quả cầu đi cầu á. Đấy ở bên phải. Ờ bên phải dưới. Thì bây giờ vừa ở dưới làm gì? Không phải. Thì mới sợ bó cho mà. Phía phòng thí nghiệm mà. Là mọi người đang ở chỗ phòng thí nghiệm mà Hoàng Mèo nhìn thấy nó ở dưới đó mà. Ừ, sao thằng Hoàng Mèo lại nhìn thấy nó chui ở đấy được? Không. Em đứng từ đầu cho phòng nghĩa em đang đứng me đấy em nhích ra mắt thấy Bảy chui thẳng vào. Không anh nhìn có Bảy thì mọi người tại vì Đa Đa cũng chui được hay sao ấy đúng không? Ủa không Đa Đa không chui được. Là sao được? Có chim bồ câu chui được. Ủa Hoàng Mèo lại có chắc là tôi chui vô không vậy? Có nhầm màu không? Cái bộ màu tím trông là màu tím. Có thể
thì đang được anh bảy rồi. Tôi lấy cái chui làm gì? Phòng đã không có kỹ năng gì. Tại vì cái pha của nhưng anh mà, anh là kẻ bó phụ có chui được đâu nhưng mà anh chui làm gì? Ủa? Pha của anh Bobo là không phải là em giết, giết thì là bảy. Không phải. Không là bảy bảy anh bảy hai vụ rồi anh ơi. Trời ơi, anh bảy cũng bị nhờ ông như vậy. Em mà Canada. Không, anh vụ rồi, anh bảy vụ hai vụ rồi. Nhưng mà lúc mà nói ra thấy bảy chui thẳng vào trong đấy. Hai động tác một lần. What? Vô từ bảy. Không, có nhìn nhầm không lên đổi sang một đâu? Không, là một tí. Thì á, mà thấy được. Nhưng mà thấy vô chi? Nói ra thấy chứ. Không, xong anh bảy đang nhịn cười em nghe này. Thề. Thì như đúng anh bảy chui vào đấy. Anh bảy đang nhịn cười đấy. Nếu không phải thì là hoàng mèo thì. Đấy. Ôi kìa. Đấy, thế là thấy thật à? Ừ, thế anh tin mày mà thì anh bênh mày ngay từ đầu luôn. Là em thấy mà. Đi chưa? Tất mày chui vào thấy mà. Gặp bé tí mà không thấy luôn, mà thấy mình nhờ. Thế nói ra thấy chưa vô. Trong này suốt mà mày chui vào đấy làm gì? Em sợ quá. Chui đấy, chui đấy anh gọi mãi mà rồi. Sao sao quả đấy không ai nhìn thấy bị giết nhở? Bảy đứng ngay chỗ đấy giết mình. Không, nếu ai nhìn thấy là sao? Em nhìn thấy, em nhìn thấy nhưng mà em tưởng số năng lực. Em không, em tưởng số năng lực. Phải là siêu năng lực. Sao bị chết luôn thế? Thì mẹ thề luôn, chết trước mặt hàng tỷ con người luôn ý. Đấy, nhưng mà nhanh quá không nhìn thấy. Ý là đang còn nghi em mà. Chúng ta đã chơi đúng rồi anh em ạ, không sao cả. Đang nghi Ali nữa. Ừ, đây là chưa giết được lúc đó rồi. Ra đi đi, đi ngoài cặp ơi. Ta bệnh. Thì sao? Anh hoang mang quá, không biết làm gì, chui nó suy nghĩ cái gì. Phát. Đi đâu quan sát ạ, sợ thật. Ê, chui quá. Mèo mắt tinh á. Trời ơi, xấu lộn. Xuống như thế dòng anh độ, what the fuck. Ê, rồi, xấu này nữa luôn. Toàn số mười mấy vậy. Đẹp hay đấy nhở, giết được hai con. Thì em vừa chạy đến toàn thấy xác mà. Lì. Đâu vậy? Chọn lâu này chắc anh tiêu rồi. Đái cái nhá. Ui ôi. Chọn xong đi đái luôn nhá. Thôi tao dự đoán luôn là ván này sẽ có Dada xong đấu và bạn tao chết rất sớm. Yes. Bill vừa chọn số 5 vừa hết. Yes sir, chắc chắn là như vậy rồi. Muốn nói thế là Dada xong đấu anh đâu. Ui ở thế thì lại tuyệt vời quá, để tao cố gắng tao chọn Dada xong đấu nhá. Vẫn đang chờ Dada xong đấu nhá. Đây rồi. Ủa đây là anh đồ thật rồi. Ủa? Có biết nó là Dada mọi người nhá. Ui. Đây mới là anh Bill này. Hay em Bill là ủa, mày lên đây em đéo gì? Rắc muối anh. Rắc muối bạn ơi. Muối vàng quá tim. Ồ. Bổ ích, bổ ích. Ê, đông. Ui, sao mày đông thế? Ừ, xem qua ai vừa đến không nào, xem qua ai vừa đến không nào. Ê, ôi, tăng hình, nhìn tăng hình. Ôi, nhìn tăng hình, nhìn tăng hình. Ơ kìa, anh Quang đang lau đèn nhím chạy qua chém bộ phát ạ. Thế. Em làm xong nhiệm vụ rồi nhím ơi. Bọn tao cũng nhìn thấy, bọn tao nhìn thấy, bọn tao nhìn thấy. Đúng. Nó tăng hình. Nó vừa hiện ra trước mặt bọn tao xong. Em cũng nhìn thấy. Em cũng nhìn thấy. Vội vàng vậy. Vội thế. Vội thế. Vội thế. Ôi trong đây có hai người. Trong đây có ba người cản lời. Em bị giả dạng. Mọi người nghĩ kỹ lại đi. Làm vịt nhiều vãi luôn đi. Ê, toàn làm vịt thôi. Mọi người ơi. Em nhìn rõ luôn mà. Anh đi với bảy nhá. Mình đi với bảy nhá các bạn. Mình đi với bảy, mình đi với bảy. Đang nói chuyện với bảy. Ta tin mày Nhím ơi, ta tin mày. Nói nhiều lên. Ta tin mày Nhím ơi. Hả? Ta Nhím. Ai nốt ra đồng. Nhím ơi, ta tin mày. Vote em rồi. Vote đây, vote đây, vote đây, đang vote đây. Vote tao. Vote là 3G 2K. Ơi. Thấy hai chữ đỏ không? Vote người đó. Bị ra chị đỏ lên Bill.
Đỏ. Vâng, không chữ màu đỏ. À không ạ. Không chữ không mày thế. Dắt thằng Bill thế. Đừng dắt. Em Bill vô đây thuật rồi. Lú thế, nhiều thông tin vãi lột. Tôi biết này mày ơi. Cố lên em Bill ơi, cố lên Bill ơi. Dắt ác thật. Đâu. Ơi. Gì đấy? Không, tao không tin ai cả, tao không tin ai cả. Mày để di chúc vậy, di chúc gì? Di chúc gì? Em là người Bắc Mỹ. À ok rồi. Ờ hiểu luôn. Ok cho. Ok. Để em đi kiếm chị đi. Ôi sai. Đâu mãi không xong. Vừa anh đi với bảy là an toàn đấy. Uê, mì tôm man. Đi lờ. Uê, nhiều mì tôm vậy. Ôi, xúc xích. Ủa, vẫn thiếu à? Ủa. Có hàng. Đi cá mèo ơi. Sao vậy thế? Cả nhà ơi, tôi bị con bồ nông địt pẹ với bông min nuốt vào bụng, đang gọi là uất ức vãi cả bìu. Thế tự dưng đến thằng Ben đến giải cứu, thằng Ben chém. Ôi, em là kỹ sư em cũng nhìn thấy rồi. Thằng bông mai là con, thằng bông mai là con bồ nông cái là nó mới đẻ trứng. Cắn cắn rồi. Đẻ chú à? Hay quá. Quá đẹp. Còn một người cuối là thầy ông đấy. Thì toàn vì cuối là thầy. Không, không phải tao. Thầy nói không thế là gì nhỉ? Anh là gì anh khai đi. Thầy báo thù. Quầy dày. Anh mới là người báo thù, báo thù đi tiếp. Thầy đa đa sao ấy? Tao hoàng mèo ấy hết. Hoàng mèo trông cạn lời thế nhỉ? Chị ơi. Đâu, nó giết anh không có giết anh ạ. À. Chị nhìn nhầm rồi. Thấy còn một con bắn đâu mọi người ơi. Nó bắn à? Ui. Thầy dưới con, thầy dưới con. Ui. Rất là cái đồ. Đội gì? Ui. Đừng giết em, đừng giết em. Anh Moi gì anh Moi? Gì tao ăn cứt à? Ôi. Em hỏi chị em gì đâu. Châm lửa đây. Đây này. Ui. Đầu là gì đấy? Em trên đời, đời nói em trên đi. Tao là thám tử lừng nan có danh. Wow. Tao vừa check mày xong, mày là một thiên thần. Mày có một trái tim nhân hậu. Wow. Yes. Quá đã. Check thầy luôn anh ơi. Ok. Thầy với chip già vừa spawn với nhau ở dưới xong. Vừa đứng với nhau rồi. Ừ, vừa đứng với nhau xong, chắc chắn là thiên thần rồi. Em mà chết là có người để chém em này. Tôi là pháp y nha, có xác. Tôi là pháp y nha, có xác để tôi khám nghiệm. Hai người này, hai người cùng hai người. Quái. Quai vừa đi lẻ với nhau không nhở? Quai vừa đi lẻ không nhở? Khả nghi giết mày luôn. Không, em đứng với chị Miêu nãy giờ. Thằng Deb vừa đi đâu về nhở? Mọi người trông em nhá, mọi người trông em nhá. Em vừa ở dưới với chú chip với thầy lên, em lên hit, em có chức năng luôn, em chứng minh được luôn. Đây anh chạy đi, em tìm anh à. Thế thôi được rồi. Bây giờ nghe là lên hit rồi đấy. Đeo bám luôn. Bay đi không thấy anh ạ, bay đi không thấy anh. Thiếu anh Khôi. Ừ ha. Anh Khôi. Đúng rồi, đúng rồi. Từ từ để em bay đi tìm chỗ. Để yên, để bay đi. Nhưng mà hoàng mèo nãy nó giết anh Piu đúng không, Ali? Sao nó bảo nó là dân phòng. Nó giết anh Piu tại vì anh Piu đuổi theo nó. Ủa? Sao thông tin nó... Sao thông tin quan trọng thế mà sao bây giờ mới báo nhở? Thì em nói nãy rồi có ai nghe đâu. Lúc cuối em bảo là sao hội đấy hoàng mèo ấy. Cái gì? Em biết được thông tin này hay lắm này. Thông tin gì? Nhạc là kỹ sư nhạc đúp ngay đây này. Bây giờ mình chỉ cần lúc ra lúc cuối, từ để em bay lên xe. Không biết hỏi mình có ai có phải thông tin. Nhạc ơi. Cốc. Dạ. Ủa? Nhạc, nãy giờ thầy chấm đỏ ở đâu nhạc? Trốn mà. Em không bật. Từ để em bay đi, để em bay. Không bật. Ủa? Trời ơi, qua cấp điện này mà không bật. Không bật. Bật lại chấm đỏ ở đâu đây?
Ê, hay là nhảy vào nhịp nhỉ? Nhảy không bật thật. Ê, có một đứa đứng đây, Thì sao trốn đây được? Ai biết, kiểu em chỗ anh phải đi giết người chứ. Anh chip, anh chip, ở trên này là anh chip. Ê, mọi người trông em bay đi em xem cho. Để em quên. Góc này hả chị? Khói đâu nhỉ? Không, bây giờ ra con chui thấy khói khoảng mèo chết này. Bây giờ thế này nhá, từ từ đã, tao xem nào. Tiêu đi đâu kìa. Ủa? Sao vậy? Mẹ em, thế giới này toàn thiên thần vậy. À bà này đang bay, bà này lên gít rồi. Vậy trách. Thế sai hả? Vô đây. Từ từ đã. Nhạc ơi. Ủa em không thấy nó đỏ lên à. Hay là chui trong đấy không thấy nhở? Đỏ chỗ nào? Hay chui trong đấy không thấy nhở? Ờ em cũng nghĩ thế. Hay là không đỏ là nó chết rồi. Là mấy đứa chết rồi nó. Thế là còn không mà bọn ông chết rồi mà anh. Thế là còn gì? Còn ý, thôi. Ý anh là cái sabote này là của đứa nó. Ơ nhầm đường. Cái này chứ. Nhưng mà ý là nếu phải còn phải rồi. Giết người được. Lady and gentleman, em là kẻ dịch bò, em đứng trong hang xương. Lần cuối em thấy thằng Hoàng Mèo là ở trong cái phòng phòng học. Đấy xong trước khi mà thằng Hoàng Mèo nó đi thì sau đấy là có thằng Ngô với thằng Đép, hai thằng rủ nhau ra phòng học. Em thấy xác của Hoàng Mèo. Hoàng Mèo là đồ em là cảm giác chỉ làm chém. Em vừa bảo Bô là hình như nãy Hoàng Mèo chế máy piu, mọi người bảo thế, hình như là Dada sao ấy, Hoàng Mèo đi lẻ. Bô bảo em là Bô là cảnh sát trưởng từ đầu. Xong Bô chứng minh luôn và xoẹt gái. Em bấm luôn. Nhưng mà anh Khôi là gì cơ? Bô là dình mò. Dình mò. Anh Khôi là kẻ dình mò. Em là đeo bám. Làm sao mà còn hai con vịt được mọi người? Hàng nhím với anh đem rồi. Đúng rồi. Sao em dưng Đép là vịt được nữa? Dưng hai rồi. Em là thầy à? Cũng đúng. Thế còn mỗi thầy thôi. Em là dưng hai với một bọn ông rồi chứ còn một con vịt. Là người báo thù anh. Thế Khôi là dình mò à? Vâng, em dình dập. Bắt cá mập. Chắc lỗ đón được anh ạ. Lỗ hết rôn ra đi. Đúng, đúng. Anh là thám tử. Anh. Tôi là pháp y nhá. Em là stalker. Em ba lê. Ali là gì? Em là người nổi tiếng. Ôi anh ơi, tôi em nói, em số 16 thì phía cuối vẫn còn người nổi tiếng nhưng em không chọn, em họ chọn hỏi chấm. Đây thì Ali rồi. Anh tin em. Ê thầy ra gì? Họ em hỏi chấm. Anh tin em. Em tin anh. Em tin anh tin em luôn. Thầy hỏi chấm ra gì thầy? Thầy luôn. Thế nếu mà không đúng thì ra thầy. Tin luôn số 16 quan trọng lắm. Tin tin luôn anh chấm tìm. Chặt đầu em đi. Chấm thầy ra gì? Chặt đầu thầy luôn. Chặt đầu thầy luôn rồi. Mang đầu ra luôn rồi. Sao mà đỡ được? Quá đà. Sao mà đỡ? Tuyệt vời thầy MVP man. Tuyệt vời. Ôi không giết thầy. Cái gì vậy? Mang đầu. Quên luôn. Đầu em đi phải. Cái game nó sâu tình người thế này. Cô mẹ mày. Cô mẹ mày chặt đầu em đi với bài lột đi này. Chặt đầu em đi mà. Chặt đầu thế đi. Bán số 16. Em ra vào đỡ được. Đây 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 thấy không? Thầy em đi luôn đây. Chặt đầu thầy. Chặt chặt chặt. Em với bi nô. Thầy mang cá đầu ra để đặt cược làm sao mà không được. Thôi thế thôi chứ. Ai chơi em. Thịt chỉ có một mạng thôi. Không phải thầy không bảo chặt đầu gì đấy. Chơi game này còn chơi chặt đầu nữa. Thầy đi cược đầu dưới đầu trên là thầy. Thầy là vật rồi. Hai con vịt đầu quá. Thằng ăn xác này ra đi đây. Đây này. Đánh hai đỏ nơi. Ben khát máu của ai? Ben chết hai trận rồi. Tôi là vẫn khát máu lắm này. Ai là Dada đấy? Không ai cả. Mèo ấy. Đấy rồi, ánh sinh của tôi. Tôi yêu số 12, chắc chắn là bồ lông rồi. Thằng mèo gú đéo hiểu sao giết mình. À, mày em là Dada sống đấu mà. Giải thích rồi anh Tiêu. À, làm nhiệm vụ trước mày bảo mày là dân phòng. Mày sau mày mà Dada mà có Dada xong đấu thì là thằng nào làm nhiệm vụ nhanh là giết được con Dada còn lại đấy. Ờ biết rồi. Bây giờ mới biết. Biết rồi sao thế chết sớm anh đấy. Anh phải giả vờ anh là người giết người để mọi người vote. Sau khi chết bắt đầu mới ra ngoài hỏi kênh chat. Chết xong mới ra hỏi kênh chat anh em kênh chat hướng dẫn. Đéo chịu đọc bị ủ quan sát kìa. Piu Piu mày là gì đấy Piu? Thôi tao nói ở đâu. Nói đi. What the fuck. Ôi, giám sát á. Xanh chín rồi, bây giờ bắt đầu hiểu hết các role rồi, xanh chín rồi. Có bộ lông chưa nhỉ? Đồ. Anh Đỗ ơi, dưới phòng anh có cái gì thẳng không? Đấu má. Ơ.
Kìa, xịt hầm sao đủ má vậy? Xịt hầm cơ mà. Tao vừa ngẫu nhiên xong, tao số 12. Mày cũng tính nói thế. Ừ, chắc thế, chắc không có role nào hay em chửi. Chứ không phải chửi em đâu nhỉ? Đúng. Mời lại gift này. Anh à, cảm ơn thầy đã tin anh nhá. Mày em thể phế vãi cả cứt ạ. Woohoo. Oh yeah. Đợi đây. Bài. Câu chuyện cũ, câu chuyện cũ, câu chuyện cũ. Là Canada nhá. Ô thật à? Mày số bao nhiêu? Số, số. Ê, em là Canada. Em là Canada. Mọi người à, phòng thí nghiệm. Ui, chết hai luôn mà. Mọi người ơi, mọi người ơi, tao có thông tin vô cùng quan trọng. Từ từ, cho tao nói, cho tao nói. Tao vừa spawn với thằng 7. Nó bảo với tao là nó là Canada. Xong tao gặp vợ tao vừa nói em là Canada. Ừ, đúng vậy. À, rồi. Từ từ nhá, em có thông tin quan trọng nha. Để em giải thích, để em giải thích. Anh 7 ạ. Mọi người em là fake thôi bởi vì có sát thủ. Nhưng mà thằng Nhím là tàng hình anh ạ. Thằng Nhím đi với em lên trên xong cái đéo gì đâu. Xong rồi xác của em đi lên. Tàng hình lớn hết kêu ạ. Em đang xúc. Em đang xúc than vào trong ấy mà. Xúc nào? Than nào? Em đang xúc than. Than nào? Than ở cái phòng phòng nghỉ em ấy. Một bên thôi. Em vừa đi lên cùng anh ta. Bây giờ là nhà em chơi này. Bây giờ nha, là một là thằng 7 sẽ bị bắn, hai là vợ tao sẽ bị bắn. Sao nếu như à, em thông tin cô đép trước đi, thông tin cô đép đi. Mà nhưng mà em nghĩ là nhưng mà thằng đép điên bên sao chết này mọi người. Mà có hai người chết gai ơi. Đép, đép rồi của em đâu sao bắn em? Nhưng mà em nói rồi mà nhìn nó tăng hình. Trời ơi, không phải đâu. Tăng hình làm đủ. Em phải đâu. Trời cái này cái gì ơi. Mau phát. Nhưng mà cái này rõ ràng vậy nên em vốt nhím là chết hai rồi. Không em thấy thôi. Em làm gì đâu nữa. Vốt thằng 7 trước. Thằng 7 nó không nhận chức năng. Thằng 7 nó không nhận chức năng. Ủa anh đổ là sao bắn được em tao không biết em đâu. Ờ kìa nhạc ịp em chưa hiểu câu chuyện là đấy dùng chuông giải thích lại cho em nhá. Ủa nhưng mà có ám sát mà sao anh nói thế. Ừ, đúng rồi thì một đổi một được một con vịt em bao kìa. Đấy, anh mà vịt, anh 7 phách Canada mà anh nó nói chuyện có thể phách mà ịp mẹ sai ở đâu nhỉ, sai ở đâu nhỉ nhạc, từ từ đã sai ở đâu nhỉ nhạc nhỉ. Nhạc anh ơi có sát thủ mà thì anh 7 cứ nói. Đó, em chưa nghe câu chuyện đâu. Hồi nãy cơ nhưng mà anh nói thế nãy anh nói luôn chị Trang. Ờ, anh Quang mới đuổi theo nhìn khả năng cao là vịt hay là anh là Dada thôi. Ừ. Cái lúc đấy là anh vừa lên trên mà biến mất mà. Ừ xong thì tự nhiên là chết em mà chắc chắn nó tăng hình luôn. Đây từ từ nhá, bỏ qua sai lầm của tao đi, bây giờ quay lại câu chuyện của thằng Nhím đi là như nào. À kịp rung chuông rồi, thằng Nhím cứ đi theo đằng sau em. Sợ quá mọi người ơi. Em phải nhận em là dân phòng. Thế là thằng Nhím lo với không dám chém em. Trời ơi, bãi chết luôn rồi. Thế mọi người đi khám lại mắt đi. Em chạy một thằng một bạch luôn, không tàng hình chút nào luôn. Không, tôi chặn đầu anh Quang đi đằng sau đít rồi. Làm sao qua cô giúp em nghe tiếng Nhím mà không thấy Nhím. Là sao? Chặn đầu là sao? Là ông đi qua cái ngã ba này đúng không? Ngã ba này đúng không? Là tôi đi móc bên sang bên phải, anh Quang đuổi sau đít, làm sao mà ông đi qua nhanh chỗ lại đấy được? Ông phải lướt qua chứ. Ý ông là sao tôi đi thẳng lên hướng bên trên cái đèn xong rồi rẽ phải, có thấy ai đi cùng đâu? Em là gì Nhím ơi? Đơn giản thôi. Thế ông là cái gì? Ủa? Anh Phi vốt ai đấy? Anh Phi vốt ai đấy? Anh vốt ai đấy? Chậm lặng hay sao ấy nè? Mid click. Từ từ đã, thằng Nhím hỏi lại thằng Nhím đi. Không chứ em chắc chắn được, là trời ơi được. Tình huống đấy thì nó thật là chỉ có Nhím thôi. Rồi anh đi ngay tao tin chúng mày. Em thật em cũng không biết xác ở đâu nữa. Bây giờ hỏi Ron em bây giờ có ám sát. Đúng rồi, đúng rồi. Thằng Nhím nói là chuẩn. Ông cũng nói Ron hay là hợp lý. Ông em mà nói Ron phải rồi. Nhím ơi. Không, anh đúng mà, anh hiểu. Tôi với Quang nhầm được, hiểu không? Cây thật. Em thề. Anh là lìn. Giọng này giọng vịt tối. Như không phải sao anh ạ? Giọng quất đất. Ơ.
Tránh xa tao ra. Đúng, ơ kìa, em đã giết VIP mà. Mày giết ai? Ê, lên đây, không tí tàng hình giết. Ui. Ui. Bạn này đứng đây đi này. Đứng tự tin đấy. Không sợ chết à? Ê. Alo. Alo. Này, Quang, mày là vịt đấy, mày giết đi xong anh đéo nhìn thấy gì cả. Ui, anh ơi. Đúng. Mày là vịt à? Ơ kìa, em giết trướng mà. Sao? Ủa, là sao? Em là cảnh sát trưởng. Em là cảnh sát trưởng. Làm sao tao tin mày được, nhỡ mày là vịt mày giết tiếp tao. Từ từ, mẹ tao nên rung chuông bảo mọi người không nhỉ? Thế tại sao em? Thôi đứng, ok. Anh không tin em à? Ok. Đừng khai anh ơi, đừng nói. Mày tránh xa tao ra đã, tao sẽ không nói. Không có người chết. Không rung chuông có người chết, không rung chuông có người chết. Thôi, không có gì đâu, đúng không? Không rung chuông có người chết. Đâu, anh Khôi, bỏ qua anh Khôi. Không bỏ qua được, anh phát hiện ra là anh phải tố cáo. Kìa, em đã bảo bỏ qua rồi anh Khôi. Đây này. Đừng report. Tại sao report? Đấy. Tao hiểu câu chuyện này, nhưng mà để bảo tao vẫn đang chưa hiểu câu chuyện này Khôi ạ. Thực ra là đây là một câu chuyện rất là khó hiểu và tao vẫn chưa hiểu được câu chuyện này. Sao ai chết vậy mọi người? Fan này lại nhảy số chậm thế nhỉ? Ồ, sao kỳ ấy nhỉ? Sao anh Khôi nhảy xuống chậm nhỉ? Ủa? Em thẳng tay. Bố Mai dân phòng. Em dân phòng. Ơ, cái nến vừa đây ở đâu? Nãy Khôi nhận rồi. Các góc nào có nến không? Anh Độ. Địt mẹ là như nào nhỉ? Từ từ đã. Quang, nếu như những gì em nói là thật thì thằng nghiện nó phải là một thằng có vấn đề. Anh ơi, em nhìn thấy rõ ràng anh Độ chém chị Ali luôn. Em nhìn rõ ràng luôn. Sao lại anh Độ chém thằng Ali? Chém Ali chết từ đầu mà. Nhưng mà ông là gì? Trước khi mà vào cái giai đoạn tranh luận này thì có một tiếng anh Độ vang lên rất to. Anh Độ, xong rồi tất cả mọi người qua cái room này. Không. Anh Độ không thể là vịt được. Chắc chắn luôn. Không. Em thấy ai đứng cạnh ấy. Từ từ, nghiện. Ai đứng cạnh chị Ali, ai đấy chém luôn ấy. Bồ, ngay cạnh có bồ luôn. Ở đấy. Có bồ ở đây nữa. Chém ngay cạnh em luôn nhưng em không nhìn. Ở cấp điện mà. Thì lúc đấy là con tâm. Đứng cạnh tôi. Ừ thì không, tôi đang cấp điện, tôi vừa cấp điện xong là đổ báo sát, tôi không biết gì đâu. Giết rồi nè. Thôi là bông mai giết. Từ nha, lúc này là có hai cái xác chết nha. Hay là ông là vịt. Là xét luôn anh Khôi là ổ xét của anh Khôi là bông mai viết hay sao ấy? Ai giết là Khôi trước đã. Ai giết là Khôi trước? Bông mai ạ. Nhưng mà sau đấy nhá, trong lúc mất điện là có một người chém chết một. Nhưng mà sao mày lại chém chết thằng Khôi? Bởi vì anh ấy nghi vấn thì em chém, em chỉ có một lần chém thôi mà, em phải chém luôn thôi. Ok à, ông có thông tin sao lại chém đi. Anh đéo tin mày. Vô đài ơi. Cái đoạn anh Quang vô cao hiểu em thôi. Vô đài mày. Vô đài. Tao hiểu thằng Quang vô cao, trời ơi. Vô đài mày. Em nhưng mà em nhá, em nhìn thấy rõ ràng là anh Độ chém đấy nhá mọi người. Thế thì vô bông mày. Anh Độ quá. Anh Độ đi luôn. Tập ấn rồi. Anh Độ lẩu con được rồi anh Độ ơi. Quang ơi. Thế là ám sát chết rồi. Gặp anh ở phòng rung chuông cái Quang. Ok anh ơi. Đi hiền tế đã. Bô nhỉ? Đi chung đi không. Fuck. Từ mẹ à. Lúc đấy là có thêm Bô với lại anh Piu. Nghĩ giết đông người như thế chắc là anh Piu ấy. Anh ơi, thằng Piu nó làm một cái gì đấy đấy. Nhìn hiện giờ này nó vẫn còn sống là nó có vấn đề mẹ rồi, mà thằng ấy chưa đi lẻ nhá. Để em. Tớ đang khóc. Ừ. Bây giờ nếu không phải thằng Piu nữa thì chỉ còn thằng Bô thôi. Thay là vịt à? Piu ơi, mày đang ở đâu đấy? Thầy ơi, mày em đang ở đâu đấy? Một trong hai thằng, cả hai thằng đang ở đâu? Bọn đang nhìn thấy Odip ở dưới kho. Rồi, Odip đang ở trong cái chỗ hầm tối, đường hầm. Mày với cả thằng Piu nãy giờ có nhìn thấy nhau không? Vừa mới nhìn thấy ở dưới kho xong. Vừa nhìn thấy sau bao giây thì xác báo.
một hai giây. Ừ, mới gặp nhau mà anh. Thế trước đấy gặp nhau ở đâu? Gặp nhau ở đâu? Kho. Mới đóng cửa trong đường hầm. Em bị đóng cửa trong đường hầm với kho. Em không đi tìm được đồ ăn. Thế còn Pew thì bị kẹt ở trong kho à? Ừ đúng rồi, tao bị kẹt ở trong cái kho, nó mới mở ra. Mô lũi ở đâu? Không biết. Cái gì? Máy giặt, phòng giặt đồ. Em nhặt đồ cho phòng giặt đồ xong bị khóa lại. Làm sao em chạy kịp lên trên đấy khi mà em vừa mới chạy xuống một cái thì bị khóa cửa luôn mà, làm sao em vào được phòng giặt đồ? Em đang đứng ở ngoài cái chỗ cùng chuông với anh mà. Vừa có cái làm nhiệm vụ là em vô nhặt đồ liền, sao em chạy ra là bị khóa rồi, lại. Rồi vốt thằng Bô đi, thằng Bô vì tàng hình. Ip ạ, nó vừa mới giết thằng Quang nhưng mà tao xong. Không. Anh Độ, tới là anh Độ rồi. Anh Độ với em Quang xong bắn cho em. Em đang trong phòng giặt đồ. Thề thua. Trời ơi, thế thì phải có một cái gì đấy rồi. Pew ơi, 1 trong 2 Pew ơi. Ôi giời ơi, thầy tao ơi. Tao tin mày ấy. Thầy quyết đi. Thầy cái đéo gì? Đừng giết tao. Đừng cút mẹ đừng đi. Đừng giết tao. Cút. Lên đây giúp tao rung chuông. Mày nếu như mày làm cái gì đấy, mày lên rung chuông cho tao cái. Lên rung chuông cho tao. Nhưng mà mày. Ê mày lên mẹ mày đi. Mày lên rung chuông đi. Thì còn mẹ ở đây. Rung đi. Rung như nào? Rung đi, lên bấm vào cái chuông. Ấn cái gì? Bấm vào cái chuông rồi rung. Ấn cái gì? Ấn vào cái chuông. Ấn vào cái nút gì? Ấn vào. Lắc đi. Ấn vào cái nút gì? Ở đéo được. Đi. Mẹ khóa cụ mày cửa rồi thề. Thôi mày giết con mẹ mà tao đi. Tao đéo muốn sống nữa. Mày giết mẹ mà tao đi. Pew ơi, giết tao đi. Không, tao là không. Không cái đéo gì? Tao dung rồi. Quá đẹp. Quá bồ ơi. Ôi sao không dung chuông? Ủa mẹ thầy bồn nông bảo sao thề. Em không vốt được. Sao không để anh Bô rồi anh Độ. Chồng này luôn. Anh Quang ơi, sao anh lại bảo em tàng hình? Ê, anh vốt thật kia đéo vốt được anh ạ. Hay vãi. Cái đấy pha đấy cả anh bông mai thấy mà nhím. Tao sửa bắn cách em bấm được chuông. Em đâu. Sao không bấm được chuông nhỉ? Đéo hiểu. Anh hỏi đâu anh mày cũng hỏi Pew Pew này. Tao không bấm được chuông. Thề tao nghe rồi không được. Anh phải thật lẽ một chưa biết ai luôn ấy. Anh mày ấn được không? Đang hiến tế. Qua đợi lúc nào? Đấy, đợi qua cái lúc mà nhạc nó nổi lên ấy. Anh phải nhìn cho kỹ vào. Em vừa đi xong. Anh Độ không biết ở dưới đây căng thẳng lắm. Ở dưới âm ty này căng thẳng lắm anh Độ ơi. Không đẹp quá anh Độ. Em cũng sẽ sao nhiều. Anh cũng ức, đúng rồi. Những anh... những linh hồn đầy oán hận anh ơi. Tôi phải giải quyết thôi. Bạn linh hồn thì không thua. Không, và đấy thua rồi Pew ạ. Tại vì còn một con bồ nông cái kiểu gì nó cũng vứt bỏ qua rồi. Nhưng mà bồ nông chết rồi anh ơi. Okay, bồ nông chết rồi. Bồ nông chết luôn trong lúc hiến tế bọn anh không rung chuông được. Thì đúng rồi. Thì có đâu rung được chuông đâu. Cầm bầu quá mà. Mẹ cái thằng Pew bảo lên rung từ đầu đi thì đéo lên đi. Mẹ cứ lờ cay vãi cứt. Tao biết ấn chuông là như nào luôn ấy. Bây giờ tao biết rồi là sao. Tao sẽ chuông xong lắc đi. Mẹm lắc là xong. Lắc cái gì? Tao tưởng ấn E là tao sẽ rung chuông. Đéo mà được. Còn em bị dính nhiệm vụ cũng không rung được. Đi vào tránh xa thằng này ra thì đéo được. Thấy anh Pew chạy lên chuông rồi lại chạy xuống. Wow. Thằng ấy nó bị paranoid ấy, nó nghĩ là tất cả mọi người sẽ hại nó ấy. Mẹ cay lại cứt. Anh chọn luôn vịt đi anh. Anh cảm ơn Quang nha. Anh Popo. Popo. Ô, anh cảm ơn Quang nha. Có gì đấy? Sức mạnh càng cao, trách nhiệm là càng lớn này. Ủa? Hôm nay đéo có ai vậy? Wow! Kem có thể kể cho anh về câu chuyện những linh hồn oán giận được không? À, em chém anh Khôi thì anh Khôi chửi em anh ạ.
đèn thế nhỉ? Trời ơi, bị nhiễm phép. Bú bú anh nhiễm giờ mới cao, anh nhiễm ai là người đó luôn. Trời ơi, có ám sát mà. Vừa thấy anh Bill đuổi đằng thằng thằng. Tự nhiễm phép nhưng không. Sam, anh đi, anh đi chạy theo bọn này mà tự dưng anh điên rồi, nó chạy qua tất cả mọi người thì. Rồi. Chắc là phải bắn. Thế nhưng mà nhạc báo này thì là nhạc rồi. Ừ thì chắc chắn rồi, thì thôi vốt nhạc đi thôi. Mà tại sao em đã nói như thế rồi bớt được con bồn không? Tuyệt vời. Hay quá. Ôi. Ủa? Đây là giết hay là nuốt? Cảm sát mà. Bồn ông làm gì sao anh? Ủa nhưng mà nó sẽ biết bồn ông. Bồn ông nó cứ đang mới nhanh thế. Ồ. Đúng rồi, bồn ông. À. Thế là những con bác con vịt. Phải tính thời gian đi chứ kìa. Thế thằng Ben là có vấn đề này. Thế đội là một con vịt. Sao lại có vấn đề anh? Rồi. Anh em nói luôn mà. Mày đừng gặp anh Ben ạ, à. Mày gặp anh là mày sẽ bị đứt thành một khúc đấy. Ấy. Anh đậu PC. Anh đậu PC chém em đi. Tao bị ghê. Em. Mày bị điên à? Tao thì có biết được mày. Mày sao ấy tịt mà. Này. Tao đi chung. Đừng căng thẳng quá, đứng lại tao đàn cho một bài mà nghe. Tao bảo là đi chung cho nó an toàn. Ê, piu piu ra tao bảo. Đây. Đây. Mày là gì đấy? Cô không biết ám sát luôn đấy. Con mẹ ê, cày đấy à? Ở trên đi. Phòng thí nghiệm mẹ, cảnh sát trưởng giết dân phòng thì em đảm bảo là anh Chip có khi là đa đa hay sao, anh Chip làm nhiệm vụ chăm lắm thì đúng thật anh Chip bị giết ở chỗ đông người, khả năng cao là đa đa còn lại chém anh Chip. Thì ở chỗ đấy là còn Ali này, còn Bết Chu Cây này, còn em này, còn Bông Mai này, với lại cả Khoa uy tín. Em là thằng Khoa ấy. Em thấy Chim Miu không thế thì, thế thì rồi em biết rồi, thế thì thằng Khoa nó là con đa đa còn lại. Tại vì em đứng ở dưới mà bây giờ nó dí em để mọi người hình như thế là cái khác là tại sao chết tình hình như vậy Khoa uy tín này năng nổ lắm. Thôi bỏ qua Khoa. Đúng rồi nhưng mà xác xác này chắc chắn là đa đa anh Moi với cả anh Phil chết kìa. Đây em đã bổ kiểu ai không đi hội này, ai không đi cái hội này. Em có thông tin cái thằng bé em hai người là cảnh sát trưởng gọi rủ nhau là qua đây anh Moi gọi anh Phil qua đây tao cho xem này. Đem nhau có một đồ. Giấy tung. Hai người chết luôn. Chết tươi. Thôi trong phòng đó có bao nhiêu người vậy? Thế thì quá. Phòng đây đấy có tầm 6 người mà. Lờ mau rồi. Trong đó có vịt nha. Trong đó có nhất hai vịt. Thề. Ôi ơi, hình như có 3 vịt đấy. Tại có 2 vịt. Em có 3 vịt đấy. Em soi à? Em sao chịu chết rồi? Hoàn sát mày. Thế hai cảnh sát trưởng chết à? Có 2 vịt. Thế nhưng mà Chim Dada có coi không? Thầy Onip thấy làm nhiệm vụ vịt lâu lắm mày. Đâu đứng ngoài nhưng mà trong đó có 2 vịt. Ít nhất không à, anh bảy. Em bảo là nãy trong cái bảy mà. Thấy à? Em bảo Sabote cái bảy không đâu. Hồi nãy thầy vừa spawn ra, thầy bảo không, rau này tao uy tín bên ạ, à, tin tao. Gì nữa? Thế là thầy. Uy tín thật đi như đùa đâu. Thằng bồ chi. Không phải em. Gì đã rõ ràng. Piu. Trời ơi. Mày bình tĩnh. Mày bình tĩnh nghe tao nói này. Mày nhớ câu này trong đầu này. Trách nhiệm càng cao. À nhầm, sức mạnh càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Mày hiểu chưa? Tôi giúp mày sai sủ tao. Chứ tôi giúp mày sủ tao một góc để làm gì? Để tao với mày trao đổi thông tin, mày là gì? Tao là dân phòng mà. Từ từ đọc cái. Từ dân phòng nghĩa là. Dân phòng là tao với mày như nhau đấy, nhưng mà tao giết người là đéo bị chết, còn mày giết nhầm người là chết. Thì mày phải nói một cái code gì đấy để kiểu là những con người đang có quyền lực thì mẹ mày thì ra mày, trao đổi chứ mày nói đéo đâu ra cái mày trao đổi chiêu thức với tao luôn rồi. Thì đi mày cái giọng của mày lấm lét phải lột ra lấm một góc. Ê, mày ra đây một mày, góc thì ta mày biết mày bị nghĩ thằng đéo nào cũng hại mày trong khi xung quanh mày toàn bạn tốt. Đéo thể tin được. Mày phải nói rõ là bạn ơi ra đây có việc cái gì mày bảo bạn ra đây một góc trong khi bạn đang đứng với thằng kia thì có mẹ. Đấy, bây giờ mày biết cảnh sát trưởng là nhào chưa? Rồi, biết rồi, lần đầu chơi đấy. Hiểu. Rồi. Hiểu. Mẹ mày giết luôn dân phòng đấy. Đéo tin được, thề tao đang đi điều tra phá án nhiều thông tin vãi cứt rồi.
Mà ván này toang mẹ rồi, đi lại ba vịt còn sống thế. Tại tao đang đi với thằng béo ú, tao thấy nó có vẻ ok để tao đi cùng, tao định rủ mày đi cùng luôn, mày gọi ra tao một góc. Em. Ừ. Ồ. Trời ơi. Hai con nhật luôn. Lady and gentlemen. Em là cái gì mà mọi người cũng biết thì em thấy một cái dấu chấm. Ờ em thấy dấu chấm đỏ thì tự nhiên trên đó có một anh Ben đang đứng ngay cái tự cái gì đó xong rồi mày... từ lúc từ lúc trước khi rung chuông còn một người nó chém nhanh lắm. Lúc rung chuông có một người chém. À, thế là cũng rồi. Là ai? Là Thông. Nha, đứng xa nha. Thế bảo. Mày rồi. Chấm đỏ đéo gì? Thế là anh Ben với ai nữa đấy? Ben là gì? Ben là gì? Ben là gì? Ben là gì? Vốt lẻ luôn cái game bị bắn. Cái gì? Ben thằng Ben, thằng Ben. Cứ vốt thằng Ben trước, cứ vốt thằng Ben trước. Sao lại vốt em? Ủa nhưng mà làm thì thằng 7 nó là một chức năng nó có thể xem được ai saboteur. Thì góc trên thì có mỗi mình mày đứng với Ben. Tao bắn trước tao bị bắn đây. Cái phòng mà không liên quan đến em nhá. Bom. Ơ, có ám sát thật ạ. Rồi thì thằng Bông Mai cuối, thằng Bông Mai nghĩ một lúc bắt đầu mới vốt này. Nó bắn thông thằng 7 nó mới vốt. Thế thằng Bông Mai là ám sát. Anh không nghĩ là anh Ben là ám sát rồi, anh ấy ám sát. Vốt đốt Bông Mai đi, vì cái tên chạy chém đây là có hai người đi đằng sau nữa mà. Ừ đúng rồi, thằng Hoàng bị thằng Hoàng bị chém mà. Dung chuông đi, dung chuông. Căng thẳng này. Rồi. Trời. Rồi. Cái gì? Lần sau bạn với mày mà cùng kiểu ngỗng mà có cái mấy cái kiểu này, mình có cái cốt đi. Là ủa mày là cái gì bảo này? Mà sao mày thấy chấm đỏ là như thế nào? Chưa hiểu lắm. Là cốt này sơ, bạn đã là biết rồi. Đi mà cốt nghe đơn giản vậy. Ra đây bạn. Không, bây giờ bạn gặp mày nhá, nếu như bạn với mày. Ừ. Go go. Vừa hồi skill nhưng mà xui quá, anh Khoa ông rung chuông trước. Vót bao mai. Anh Khoa ơi. Nhưng mà sao lại này không? Ai cũng có thể bắn mà. Em là gì? Vậy chị nhìn thấy Hoàng Mèo bị chém mà còn mỗi hai người chạy sau thôi. Có sát thủ mà sao em lộ luôn được. Em có chức năng chứ. Bởi vì nếu mà em bảo thằng Ben không phải là ám sát ý. Thằng Ben mà là ám sát thì mọi người cứ lộ rôn đi đúng không? Còn nếu không thì chỉ còn em là ám sát thôi. Em là ngộng gì? Em là ngộng mà bây giờ em là gì? Ám sát nó bắn được hai lần rồi. Đâm ra là không sợ ám sát. Ám sát bắn hai lần rồi hết đạn rồi. Cứ vốt rồi. Ám sát nào mà được hai lần? Thế bây giờ ít nhất chết được một người đúng không? Em phải ngóng. Ám sát được hai lần. Nhưng mà em là gì? Em vốt bồng bài. Ủa? Ấy nó ám sát. Bắn sai. Ám sai rồi đấy. Ừ. Ui, lỗi chết rồi. Em nghĩ là chị Miu. Quay lại cái tình huống hồi nãy đi, chị Miu đứng trên xác em tiếp. Còn đa đa em thôi. Tin em, mọi người có tin em. Còn đép rồi. Ờ, đấy còn mũi đép rồi. Ờ, đấy còn mũi đép thôi. Dung chuông. Quá hà. Quay lại câu chuyện nhá. Bây giờ nhá, anh em mình là meo meo. Xong mày sẽ gâu gâu. Meo meo. Là tự hiểu nhá, là cũng okay. Ra một góc mà có nghĩa là cả hai đứa là ngỗng và có một cái đang gì đấy nhá. Ok nhá. Được thì thôi khỏi meo khỏi gâu nhá. Ờ, ok nhá. Kẻ sách chướng. Kẻ sách chướng những phòng luôn mà. Nói là em bảy biết rồi. Em là gì hả đẹp? Từ từ, thằng đẹp nó bị đổ tương ớt. Xong rồi em đứng em canh. Từ từ, em đứng em canh thằng đẹp này. Thằng đẹp nó bị đổ tương ớt. Không ai nghe mày ở di... đâu. Khoa im mồm. Nó không di chuyển, em nói thật. Em nghĩ con dịch cuối đấy? Là thầy. Mày im đi, Khoa ơi. Đây là báo thủ. Nó bị đổ tương ớt rồi, chị Miu. Mày im bây giờ vốt thằng đẹp. Nếu mà thằng đẹp mà chết ý. Ừ. Alo. Lần sau tao vote mày được chưa? Em vừa. Alo. Tao thật bô thắng. Vote em. Thảo sợ anh. Mày gì đấy? Em kẻ đeo bám, thấy trốn thì em tìm được luôn. Là kẻ giết người hàng loạt rồi. Giết người hàng loạt. Giết ai đâu mà giết người hàng loạt? Giết người hàng loạt. Ờ làm đéo có luôn kẻ giết người hàng loạt. Ờ, sao lại vote em? Thì em bị đổ tương ớt. Anh Sơn Sáng bị xét xử bởi một phiên tòa.
Chết vì bị đổ tương ớt. Ây giờ. Thì em vừa đổ tương ớt đang lâu mà thì. Rồi. Quá, hay có anh à, em đi một vòng map không ai đi lẻ luôn mà. Mẹ à, thằng chó khoa cái chơi đa đa thế sao mà thắng. Được, giết, được giết người là thích là chú ơi. Anh ơi sao mày đổ tao? Hello là kèo luôn. Đấy mà nó không chém chú thì chú làm sao chắc chú cũng chém đó. Ngoài không thấy cái ông nhìn dụng nhất là miếng nào luôn mà. Thèm lộ quá, bao nhiêu người không, đấy. Không. Được chém là thích là chú ơi. Chém mà đúng rồi, chém mà đúng rồi. Em chưa kịp thay quần áo nữa, vội vậy. Trời ơi, số 3. Ôi dồi. Amazing. Trời ơi, số 7. Ướt chớp. Ngẫu nhiên đây. Mèo mèo. Gấu gấu. Mèo mèo. Ui, số 2 là hai là ai buồn nông nhở mẹ. Tất cả thầy rồi. Không, chú chiếc rồi này. Chú chiếc rồi bồ nông này. Chú chọn xong chú tươi. Chú chọn xong chú tiểu phẩm luôn. Thầy ơi. Chú là bồ nông rồi. Chú là bồ nông rồi. Chú là bồ rồi. Ai cái xác chịu vô bắn chú luôn. Không nói nhiều. Đói tôi còn cười nữa. Nhỏ anh chứ. Chú vậy bắt bài quá chú ơi. À thế cũng nhận ra được. Mèo mèo. Go go. Đi đây. Ký hiệu riêng của hai người à? Ôi toàn ngẫu nhiên này. Mẹ ngẫu nhiên này, để biết có ám sát hay không này. Mèo mèo. Mèo. Gấu gấu. Mày nãy giờ mày làm vật nhiều lắm. Vậy ra đây bạn bảo, ra đây bạn bảo. Bạn thật đấy nhá. Bạn nhắc nhở mày cho cẩn thận nhá. Ván này toàn ngẫu nhiên thôi nên là mày cẩn thận là có ám sát đấy nên mày đừng lộ zone cho ai cả. Hiểu không? Ám sát nghĩa là sao? Ám sát nghĩa là nó là ngẫu nhiên nhưng nó ra ám sát ấy thì nó biết mày là gì là nó bắn mày đấy, nhưng mày thấy mấy thằng bị bắn chết không? Ngẫu nhiên nó ra ám sát nghĩa là nó có thể bắn bất kỳ ai. Ừ thì biết đâu nhá, mỗi ván chỉ có 3 con vịt thôi, mày bấm vào chữ Y đi mày sẽ thấy là bây giờ chỉ biết mỗi một con vịt thôi, à hai con vịt, đấy là tiệc tùng với cả kẻ cắp danh tính, thấy chưa? Ờ hiểu. Thì có một con vịt nữa là nó sẽ ngẫu nhiên ra. Thì biết đâu nó là ám sát nên là mày đừng tin ai cả. Hiểu chưa? Ờ, thế ám sát là làm sao để giết được, nó cũng đứng cạnh nó giết này, ấn space gì. Ờ, với cả là đến lúc vào họp ấy, nó biết mày là gì là nó sẽ chọn mày, xong rồi nếu như chọn đúng thì nó sẽ bắn chết được mày, còn nếu nó chọn sai nó tự chết. Là nuôi mày thấy mấy viên đạn bắn không? Ờ. Ờ, mày là gì đây? Ngỗng. Ngỗng thường. Ui, đi bạn, thế thôi, đéo có ám sát rồi. Con cuối là con đặt bom, mày vừa nghe tiếng nổ không? Không, chả nghe gì à? Tai mày bị sao đấy? Nó ve vừa nổ uỳnh một cái xong. Mẹ tao đang mải nói chuyện với mày, tao phải nghe mày nói chứ, thì tại sao tao lại nghe được tiếng bom nổ? Ui tiếng ấy nhạy cảm lắm. Nhưng mà từ từ, mày là ngỗng rồi, nhưng mà mày là chức năng của mày là gì? Mẹ mày chức năng, tao có chức năng. Thì mày nói ra xem nào. Quan trọng. Quan trọng thì tao. Quan trọng quá mày hiểu. Tao cũng quan trọng này, ước kia thì mẹ tin tưởng nhau, phải chia sẻ nhau chứ. Thật. Mọi người ơi, hồi nãy anh Khôi với lại Nhạc với lại Dép mới vô đúng không? Thì em thấy cái xác nằm bên trái của cái phòng rung chuông. Ủa? Các ai đây ta? Trái á? Các ai là 7 á? Bên trái phòng rung chuông? Là bên trái phòng rung chuông chỗ cái đập chuột. Tôi giơ tay thôi, tôi ý kiến cái tôi với lại Độ là đứng chạy nhau từ đầu đến cuối chưa di chuyển ra khỏi cái phòng xúc lửa nên là xúc than đổ vào. Vâng, rồi, ok. Vậy xong nhé, xong nhé. Thầy nói lại đi. Trời ơi, khó quá. Cái thằng mà đang đi vào thì thằng Ben thằng Ben thằng Ben thầy bị đổi giọng thầy ơi. Mày bị điên à? Ừ. Để em nói luôn. Cái xác của Ali thì thằng Ben nó vừa đi lên. Còn lúc mà mất điện ấy thì ở trong bóng tối là thằng Bô Béo nó nhìn thấy em. Em không thấy nó nhưng mà nó vẫn thấy em. Nó kêu như đúng rồi.
Mày muốn cao hả? Như đúng rồi luôn. Thế là có. Ủa, thầy gặp thấy thầy rõ cái sao thầy nó có cấp để có thấy con mẹ gì đâu. Sao thầy nói ra nó bố. Không đúng, tao đang nói là thầy riêng thằng Ben là cái xác của Ali báo lúc đấy là thằng Ben từ ở dưới chỗ đấy lên. Còn riêng thằng bố béo chứ thằng thầy chỉ gặp mỗi thằng Ben với cả thằng Khoa thôi, thầy còn gặp ai nữa. Thế thì bố thằng Ben hay là Khoa? Ừ, thế bố thằng Ben. Ai hả thầy? Vô đây, vô đây nhỉ? Thôi có thấy gì đâu. Vô đây, vô đây nhỉ? Bố béo, bố béo, chắc chắn là từ bố béo, bố béo là thằng thằng Rambo hả hay là như nào? Vâng vâng là nó. Tôi chính là bố béo anh ơi. Bố béo là đéo tin được. Mày là thằng nào anh chưa? Chưa nghe ra tiếng mày luôn. Thầy bảo, thầy bảo thằng Ben giết người nhưng lại đi vốt thằng Bô là sao? Thằng Ben cứ đi vào anh ạ. Ben lúc đấy thấy thầy là cả hai gặp mỗi Ben với Bô thôi anh ạ. Ben, xoẹt. Anh sao tao dạ, anh sao tao dạ. Em bảo. Ơi. Em bảo. Cái gì? Em là kẻ đeo bám, bây giờ anh đi thì em tìm anh cho mà xem. Từ từ, anh có thông tin nhá. Có 3 con vịt tất cả là một con là tiệc tùng này, một con là đặt bom này, còn một con nữa là gì nhỉ? Một con nữa là kẻ cắp danh tính. Kẻ cắp danh tính. Ôi. Ê, về. Ôi. Mày thấy không? Chưa? Mày thấy chưa? Không phải tao. Ui, mọi người có vịt cao thủ. Em đang ở trong cao phòng. Không, anh Ben với Dep đi chung với Ali mà Dep lại giết Ali thì em nghĩ đang double kill sao ấy. Ừ, có Pino đấy ba. Cái gì vậy? Có thầy đứng cái bên mà làm sao double kill? Chắc chắn Dep là một có vịt cao thủ. Đẹp cao thủ. Đẹp rồi. Vừa thấy Ali đây luôn. Nhưng mà nhá, có danh tính, có tiệc tùng với cả đặt bom. Đây mà mày dám giết Ali thì chứng tỏ là mày hai đứa mày là vịt luôn. Chắc chắn luôn. Nhưng mà Ali bảo cao là hai vịt luôn. Mày làm sao đấy? Ali bảo có đặt bom, có đặt bom, có cao thủ anh ơi, có đặt bom, có đặt bom mà. Thì bố đẹp, bố đẹp trước. Thế thì thằng Ben phải là đặt bom, tại vì lúc ấy nó không double kill được. Trời ơi, lúc nó tắt đèn có thấy gì đâu anh? Thế quả bom chạy lên thế nào anh Khôi? Đúng. À, sao em vừa chém vừa tắt đèn được? Không có tắt đèn, em còn đang di chuyển cái này đứng mà. Cạnh đi. Đừng là đa đa nhá. Cái chết trong phòng không chắc chắn không phải đa đa. Bảo nhanh lắm. Thôi cười gì này không phải rồi. Bảo hơi nhanh. Không, cái này là vịt. Ali là Canada rồi. Ben là vật đung rồi ạ. Chứ sao nữa. Đây. Ui, chém bắt anh ơi. Chém bắt anh ơi. Đặt anh quả bom đi Ben. Anh xin mày đấy. Cho anh xin quả bom đi. Em không phải đặt bom đó kìa. Thế cho anh quả bom đi. Để anh đưa đưa thằng Popo cái. Tặng tặng quà nó cái. Không phải đặt bom thật. Đi xin đấy. Đi cho anh quả bom đi. Đi Ben. Em không phải đặt bom thật. Xin quả bom đi. Trời ơi. Má anh em với nhau. Em không phải đặt bom, trời ơi. Xin đúng quả bom mà để đưa 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 bom bom em mà. Đi em đi. Đâu rồi? Đây này. Đây này. Mọi người tránh nhá. Mọi người tránh nhá. Đây. Tránh nhá. Yeah. Yeah. Wow. Chị Trang giết người. Em thấy. Nhưng mà chị Trang là người cảnh sát trợ nghiệp phải. Ủa? Thằng Popo sao chết rồi? Là như nào? Bắt tao. Ủa? Thế thì không phải anh Ben. Yêu anh Ben đứng đâu mà? Không, chắc còn bồ đông mà, đúng còn bồ đông mà. Đúng rồi, còn bồ đông mà. Thế còn bồ đông á. Thế là anh Qua. Nhìn, em nhìn là thôi. Anh Qua trông im lắm. Không, không, quay, quay, quay. Em là gì thầy biết mà. Em là gì thầy biết mà. Thầy là gì? Quang, Quang Legit, Quang Legit anh ơi. Thế là dính rồi. Em là gì? Em đứng ở cổng tê lê chứ, em đứng cổng tê lê chứ. Không phải ai. Em là gì? Em là Tinh Linh. Tinh Linh. Em mới nói tinh linh. Tinh linh số mấy á? Tinh linh số mấy? Nhím mày. Tinh số mấy? Sao lại tinh linh số mấy? Tinh linh số mấy? Thì đó hả? Em mới là tinh linh mà vô vô rồi đi mọi người end game rồi. Anh ơi, sạm lồn đấy. Đúng mẹ luôn à. Đúng rồi. Đón bừa tao cái. Nó sạm lồn đấy. Hả? Mọi người phải tin em. Ừ, mọi người tin em mà anh bấm bỏ qua đấy, anh bấm bỏ qua đấy. Đấy. Chị bấm không, bỏ qua. Anh kia em mà. Quá. Ui giời ơi. Trời ơi.
thằng máy dập Hà Thạch này. Mày thích không? Đúng rồi, đúng ba có bốn con. Ờ sao anh bố lại. Ê mày hay vượt báo quá luôn. Lại báo quá liền. Để từ từ đặt bom cho vội đi. Mình bị mất rồi, quả đấy em tưởng anh có dao. Đi bà thế mà xin quả bom đéo cho anh em kiểu đéo gì thề. Đâu, em cho anh rồi đó chứ, tự nhiên Trần Chi Trang lại giết em xong report luôn. Có phải hợp lý đâu ạ, vì có mẹ bạn đi với nó cái là nó đớp bạn gay hiểu không? Hợp lý vãi luôn, bạn nó hỏi bạn là gì hiểu không? Bạn bảo là bạn là báo thù đây này hiểu không? Nó đớp bạn ngay hiểu không? Nó xứng đáng mẹ mày. Điều ơi. Ôi thầy clutch đúng bốn con luôn. Ảo vãi luôn đi. Hay quá. Thầy vô địch. Ôi là thầy là số mô méo à, thì bất điện nó mất đi thầy ơi. Số 12. Thôi đi thầy ơi, trước khi bị quá được phòng lại có mỗi con thầy trong phòng. Tao đi đéo đâu mày chẳng biết mẹ à. Đi. Chịu. Nhưng mày là vịt đúng không? Ủa, ba vịt luôn rồi. Cao thủ. Ơ kẻ cắp danh tính cũng là vịt à? Vịt đấy. Vịt anh ơi. Đúng rồi. Kẻ cắp danh tính là làm gì? Con đó là giết xong con đó là biết hành người đó luôn. À. Chẳng hạn anh giết anh Độ là anh sẽ biết hành anh Độ luôn. Xong rồi mày nhớ nên phải giả giọng tao để đi nói chuyện mọi người nữa nhá. Ngồi không bảo người không tin anh đâu. Cái trò này nó mỗi game nó một kiểu này chơi vui à. Nó khác nhau ấy. Ui, vui ấy. Là hit nhất làng luôn ngốc. Tao phải cho nó vui vui kiểu gì anh. Tê. Đấy là bạn vui cho Phil ạ. Lúc đó bọn tôi xuống âm ti nhịt mẹ mình càng càng. Thế. Rồi hết càng rồi. Tí chắc phải bắn nhau đấy. Đờ. Em dưới âm ti đáng sợ lắm. Phải sức mình cho nhau. Đây rồi. Sức mạnh càng cao, trách nhiệm càng lớn này. Ồ, không có ai thầy. Ồ, mọi người hôm nay đi đâu hết nhỉ? Em đi từ dưới lên không có ai cả. Oh, hello. Ở đây này. Điệt anh ơi, hôm qua nó đợi chỗ đây cooldown anh ơi, chỗ đây cooldown. Ồ, từ, sao hiện thế nhanh thế nhỉ? Sao hiện thế nhanh thế? Có một người. Có một người chết rồi. Chúc tích kìa, chúc tích kìa, chúc tích, chúc tích, chúc tích. Chúc tích, chúc tích. Ai ở đây trước? Chết rồi, thiếu. Thầy xác thầy Onip ở ngay phòng rung chuông bên phải. Sao chém này? Nhân quả đấy. đang đi với lại Lê Khôi nhá. Đang đi Lê Khôi với lại Killer 7. Đang xếp em sao em xếp? Là anh ạ, không nhìn thấy em rồi, em đi cùng mà. Từ phòng rung là xác thật. Phòng rung chuông à? Không, phòng bên phải phòng rung chuông ấy, có cái phòng có cái sách đống sách ấy. Từ thế em thấy thế Hoàng Mèo là gì Hoàng Mèo? Sao anh không chạy qua đó vậy? Lúc mà Hoàng Mèo chắc có chức năng. Từ mọi người mà đi đi hiến tế đúng không? Em thấy ép từ chạy từ chỗ đoạn phòng sách đi qua. Anh cơ. Mày á. Chính mày. Em mày đi từ đấy lên. Em là vừa gặp anh bên mà. Bên nào? Này bên này là radar đấy. Con game này là radar trong đấu đấy. Không, em chạy vào cái cổng TP. Lúc đấy là em nhặt được cái kia rồi. Nhưng mà không có ấy thì em ấn TP luôn. Không phải em. Em là gì? Em chức năng ám sát tao anh. Có đeo quan sát ba vịt còn xong rồi sẽ... mày là gì nhanh nói em là dân phòng một vote mày số mấy mày số mấy số mấy từ làm số mấy mày số mấy em số đa hay sao ấy 16 đa sao ấy vote mười sáu đa hình như là đa sao. Ờ, cảnh sát trưởng làm việc đấy. Không phải. Cảnh sát trưởng làm việc đấy. Nghĩa là để cảnh sát trưởng làm việc là hợp lý. Đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy.
Đây rồi, cơ hội để cho tôi thể hiện. Tôi sẽ lập công. Anh Bảo. Dạ. Ôi, của anh Moi. Vậy. Anh là dân phòng, đi tìm thằng Dev với anh. Có tin được không ta? Đi. Từ từ, thế em bảo. Anh để em chém cho, em cảnh sát trưởng. Ờ, được. Đi. Đi. Hai cái uy tín thế này cơ mà, đúng không anh? Đúng rồi. Băm. Ở đâu? Tại Hiến Tế. Lại Hiến Tế ạ. Phải đi đâu? Băm. Đấy, công nước này là đủ rồi anh. Đây em lấy rồi. Anh lấy bát mì rồi. Phải 3 cái anh ạ. À, lấy thêm cái nữa đi. Ba cái lận. Ủa? Cao thủ anh ơi, cao thủ. Ủa, thằng Popo vừa thấy nó ở phòng giặt quần áo mà. Đúng, vừa đứng ở phòng giặt quần áo mà. Đấy, chị Ali chứ đi cả anh Quang, cả gặp bố béo sao? Đúng. Gì nữa, đang gặp chuột mà. Ơi, bro. Đấy, Quang. Em bảo này. Phía sau anh ơi. Em bảo này mọi người ơi. Bảo cái gì? Cái lúc này em chạy qua thấy anh Ben với cả thằng Bông Điện thì thầm cái gì ấy. Chắc chắn nó có người đủ ở đây. Em thề hai người này. Nhiều thông tin quá. Tôi bảo bên là qua bên này mới đông người. Đừng đi trên. Bây giờ Quang. Tại sao lại phải đông người? Sao bị giết từ nếu đúng anh thấy em Quang đi cúi. Nếu anh Bobo mà phòng giặt đồ ấy thì vốt ra Quang là gì? Anh Khôi bảo lên trên là đi cùng luôn này. Đi đắp một kim sao? Vốt ra Quang. Em là gì? Anh Độ giết chị Ali. Em là gì? Em là Ba Gang. Ồ đẹp là La La rồi. Ba Gang. La La rồi. Ba Gang. Không thật, chính mắt em nhìn thấy luôn. Đấy em không, thấy tại vì em chạy lên trên xong thằng Quang nó không chạy theo nữa mà em thấy thằng Nhím ở trên. Thì em đi ngay sau anh Khôi mà. Chị Ali. Không có Ali ở đấy. Không, lúc nãy người hai người đi chung nhau. Em nghĩ anh Ben là một cái gì đấy. Nếu anh Ben là một cái gì đấy thì có Bông Nguyện nữa. Em vô anh Độ. Trời. Không, anh Quang. Là câu chuyện này đây. Mày có thể ai nhận đấy câu chuyện khác qua dài. Khoe, tiếp tục vụ án thôi Khoe. Tiếp tục quay kìa. Là đúng hướng điều tra rồi đấy. Vô cả Quang. Đúng. Em phải giết Dev trước đi. Em Dev gì? Nó đã ra mà. Đâu à? Mày là gì nhở? Em là người báo thù. Đi. Đi cùng tao phá án. Ok rồi. Em cấp dưới của anh nhá. Anh mà bị giết là em ấy ngay. Ok nhá. Anh ơi, anh bảy ghi em kìa. Anh bịt đầu mối luôn anh ơi. Bảy là gì nhở bảy? Bảy như em kìa. Tôi chạy mẹ rồi. Ô. Tôi chạy mẹ rồi. Anh bảy như em kìa anh ơi. Đây, đang đi tìm ở đây. Anh thấy không? Người nào mà có gì xấu người ta thấy bỏ chạy luôn. Còn em thì lúc nào em đứng ở đây. Bảy ơi, mày là gì? Anh bảy giết người, cao thủ. Anh bảy giết anh cấp trên độ misi của em. Anh bảy giết người. Ô, ai vừa fake bo đấy? Mọi người à? Ủa, vừa thấy bo xong. Nhưng mà anh bảy giết người trước mặt em luôn. Em thấy nghiêm gì? Vậy em chạy lại không kịp. Thấy là đừng có điêu đi, có. Đây là cao thủ. Anh bảy là một con cao thủ. Mọi người tin em. Em là gì anh? Em là người báo thù. Ý mẹ thế sao nó đéo chém lại luôn nhỉ? Chẳng mất tự tin quá anh ạ. Nhưng mà em chạy đến phát là nó report luôn. Chưa kịp chém luôn. À bảy, thế em là gì? Câu chuyện là Max Sơn. Bảy là gì? Em là Tinh Linh. Bảy, em là Tinh Linh. Tạm biệt bảy. Em là Tinh Linh. Quá đã. Quá nhiều Tinh Linh. Em là Tinh Linh. Anh bảy phách rõ ràng là Tinh Linh. Bảy đi. Ô, có phải bảy biến anh vô? Không, anh bảy. Không, anh bảy cao thủ giết trước mặt em mà. Bảy cao thủ. Tôi ai biến anh bảy biến thành em ấy. Hay quá tí chết. Bảy fake em kìa. Chết đến con mẹ con Nada Mochi này. Im mà. Cảnh sát trưởng đâu rồi, làm việc đi. Đây, để tôi. Yeah, biết thấy băm nó luôn à. Thế. Trời ơi. Má vẫn còn cố bao tao được. Trời ơi. Cái khác của không em ngay trước của cái là 7 luôn mà sếp không biết luôn hả? Chị ba này chú bị mít thông tin quả nãy bà gang fake kìa. Khổ luôn, tao đang bón cho con ấy ăn mà. Tao có để ý đâu. Ngay chân anh luôn á. Quang vodka fake bà gang của chú mà.
Lúc nào lúc nãy bị nuốt vào bụng rồi. Không là trước. Đặt trước chú. Ai là bồ nông đây? Ai là bồ nông đây? Quá đà. Ô, bồ nông chết rồi. What the fuck, man? Cao thủ mọi người. Mọi người biết chú kê là Canada, biết chú kê là Canada, chú kê là Canada. Thì thông với em cùng chết rồi. Chú kê là Canada. Đấy, em bảo Canada. Không biết, em không biết thì sao. Khoan, từ hồi nãy anh Vodka Quang với lại chị Trang đi chung với anh Ben. Nhưng mà anh Vodka với lại chị Trang đều chết, vậy là anh Ben với Bobin là mới đúng. double kill. Đã bảo là anh Ben với cả Bobin là thì cầm to nhỏ cái gì vừa nãy rồi. Em tin linh. Sẵn là một cái gì rồi. Không phải anh Ben, em đi với Bobin. Ngoài Ben với Bobin, hai con vịt của anh vừa thấy. Nhạc này thông tin anh đưa không? Em đi. Em không đi với chị Trang. Bên người này có một cái gì đấy. Bùng mìn trước nha. Xong rồi anh Ben luôn. Bùng mìn trước xong rồi em này. Vừa đấy thì thầm cái gì luôn. Đúng rồi. Xong rồi em đến cái là không nói gì cả. Thì thầm cái gì? Đúng. Em nghe thấy mà. Tao nói xấu mày đấy. Bùng mìn trước xong rồi em này. Phải bị cái đại dương. À đẹp này, chạy nhanh quá đéo chém được kịp. Em ơi. Ha ha, tao bẫy đây bông mai ơi. Ha ha ha. Tao thấy con gà đứng đấy rồi. Cảnh sát trưởng chưa đấy băm được ai cả. Ê. Có quang này. Ôi. Quá đẹp. Hay đội trưởng ơi. Tôi hai quá. Nhà lên. Tao thấy mày núp ở đấy rồi, thế là tao dẫn thằng Ben vào đấy đấy. May mày nhìn thấy. Em biết ngay mà. Nhưng mà lúc ấy chắc lùa, mày lùa thằng đẹp mãi đeo được. Cay thật. Lên em đang nhìn chị. Lôi chân tuân tuân. Em đang đi cùng lấy lòng tin. Thế là tao lùa thằng Ben vào đấy, tao thấy mẹ. Có chết đấy, phải một đa tự trọng. Rồi vào cuối đây. Tự nhiên thấy thì thầm. À, bộ này đéo được, đéo hợp phong thủy. Số 2, let's go. Nghe chuẩn thế. 2. Mày bạn số to thế. Hai số không? Fuck. Trời, ngủ luôn. Ôi. Bạc rồi. What the fuck? Còn sống sớm. Quỷ ám sát. Quỷ ám sát luôn. Ôi giời ơi. Ui, có 9 anh Pew luôn kìa. Đúng không nhỉ? Anh Pew chỉ bổ câu. Mày tập trung mà chơi đi. Thật chắc đúng rồi. Mèo mèo. Bổ câu cái này. Câu câu. Ui. Vịt mạnh phết. Có một non ẩn nữa cơ. Bồ nông, bồ nông, bồ nông. Bồ nông, tốn, số 1. Ôi, anh Pew vừa cười sao ấy? Thì đúng à. Ô, thế nó là bồ nông à? Tiếng gọi thầy rõ ràng. Anh Pew. Anh Pew là số 9, bồ câu. Mẹ có ám sát, mày hỏi tao là gì? Mày đùa tao à? Are you kidding me? Thì mình có duyên gặp nhau thì đẹp lắm thì... Đùa, ok. Thế mày là gì? Mình giết con chú ấy. Ui dồi, đẹp được. Đi.
Ali ở đây nhé. Chị Ali mà chết thì không phải em nữa. Mày cho bọn tao một ít không gian riêng tư để bọn tao có thể nói chuyện được không, Hàng Nghiện? Ok. Anh là gì đấy? Anh là gì đấy? Tao là thầy bạc. Là nó đỉnh hơn thầy đồng đấy. Thầy... Là do gì anh? Thầy bạc nhỉ? Ok à. À nhầm, anh đội với anh thầy. Em đã cố gắng cả. À rồi, em hiểu rồi, em hiểu rồi. Đây anh ạ. Rồi, em hiểu rồi. Đấy. Thế thì anh khách rồi của em cũng được. Ok ok. Có súng, có súng anh ạ. Thế vẫn không trên 16. Cố nhìn lên cho đồng. Ok. Có gì không? Không. Mọi người, mọi người có nhìn thấy gì không mọi người? Bày ra đi với chú đi. Không. Cố lên bạn ơi, cố lên, cố lên. Không, tí nó chém chết bạn đấy bạn ạ. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên bạn, cố lên. Nhanh lên bạn ơi, nhanh lên, tốc độ cao lên bạn. Nhanh lên bạn. Có một phang bạn đấy. Xếp nhanh, xếp nhanh bạn ơi, xếp nhanh, xếp nhanh, xếp nhanh. Xếp nhanh. Nhanh nhanh, nó sắp đến rồi bạn ơi, nó sắp đến rồi bạn ơi. Đi đâu, cái gì, đi đâu. Bạn tao là đang xong đấu, bạn tao đang làm nhiệm vụ. Đang gấp lắm rồi, đang gấp lắm rồi. Lên làm gì, bây giờ mình lên làm gì? Đây mình cổ vũ đi, cổ vũ đi. Đâu? Người đâu? Chú sắp bay rồi. Mọi người ơi, Amin bị bông bay nút hay sao ấy? Ủa cái gì á? Chém. Bố ơi xem luôn. Amin ơi. Không phải. Bố lên thôi. Nhầm rồi. Em đứng lên xem luôn mà. Mày là thằng đéo nào đấy? Giết em. Thần tượng anh ơi. Tượng. Có nhạc, tượng có nhạc. Đọc thế. Ok, chú chưa làm xong hả chú? Ôi. Không biết. Bên đâu? Chắc có người chết rồi. Chưa một. Sát canh khôi ngay bên trái hồn luôn chuông rồi. Bông mai đúng lên bên thật ơi. Bông mai đúng lên bên thật. Đúng. Cái khúc hồi nãy mọi có ai ngồi ở trong ở ngoài ở trong video. Có ngồi trong ngồi trong tượng cứ hỏi đấy. Cứ hỏi bức tượng đi. Có thấy rõ ràng. Thấy đâu mà thấy. Trời ơi. Tự nhiên anh Ben đang đi trong mà. Nhịp, anh Ben chết mất tiêu. Cũng bật nhạc cũng thấy cái gì. Em có đi với anh Khôi đâu. Bật nhạc nhưng mà mắt vẫn nhìn. Em thấy anh đi anh Khôi ấy. Quang Quốc à. Anh đi mọi người mà. Thì em cũng đi mọi người mà. Mọi người tin em thì vote Bông Mai nhá. Bông Mai là bồ nông. Đúng rồi. Thôi tin vậy. Đúng rồi. Tôi thấy view cao lắm. Bớt nó. Thế bây giờ dám mà là anh Ben mà là vịt thì không, anh Ben biến mất chiếc bạc em luôn. Pháp. Thank you. Làm sao qua được mắt. Không, sao qua được. Ôi thế này dưới âm ti oan hồn oán giận rồi. Chị ơi. Không, em nghĩ chuẩn rồi chị ạ. Không nó phản kháng gì cả. Ô kìa. Mẹ anh em mình có duyên thế nhở? Duyên ác luôn anh ạ. Nhưng thầy chắc chắn thầy vẫn là cảnh sát trưởng đúng không? Ok. Nhưng mà anh phải bảo em là dân phòng ý. Ừ, được rồi, ok nhá. Dưới là nhiệm vụ ở dưới mà. Chẳng. Ô, mày là gì đấy? Em đang anh nhìn anh. Đợi em xíu để em coi có ai. Mèo mèo. Anh đi chung với nhạc rồi. Mèo mèo. Nhạc làm nhiệm vụ. Mèo mèo. Ờ. Ông nhỏ mà không thấy ai nè. Ô, thế là anh em đây là Legit mẹ hết rồi đấy. Legit rồi đấy. Ừ, Legit hết rồi đấy. Đây đâu được đâu. Gì đấy anh Popo? Anh Popo là gì ạ? Toàn thiệt đánh súng lảng thôi nha. Ừ. Ê, Nhạc ơi, anh bảo. Vốt đi. Nhạc, thằng Popo bảo mày là nó là gì chưa? Được. Anh ơi. Nhạc, anh bảo. Đâu? Nãy giờ mày đi thằng Popo, mày có hỏi nó là gì không? Em không. Ơ, sao không hỏi? Người...
nó hỏi chi đâu, nó không lỡ tại vì mới spam ra mua ngay đấy sợ chém là không, bình thường nếu mà lên thì là phải đi chung với anh em mình rồi anh ạ. Em chui tin được. Mọi người ơi, em thấy chị Alicia phẩm anh chip ngay trước mắt em. Em ở trong thùng. Alo, alo, tao sẽ bốt hôm qua đầu tiên. Phải làm chứng cho tôi nhá. Tôi với ông đang đi thằng qua coi. Nó chạy đến nó bảo là mẹ mày tao. Đúng không? Đúng vậy. Đâu. Đúng vậy. Thì em không thấy chip thì em thấy báo thế thôi. Nhưng tại sao mày chạy đến mày gì đâu? Từ quay lại câu chuyện Ali. Câu chuyện ở dưới. Không mà từ. Đấy chị Ali cũng biết em trốn trong thùng mà sao dám phẩm anh chip cho bạn em nhở? Chị mới gặp anh chip ở phía trên mà. Anh chip là Dada, anh chip là vụ dữ dội lắm. Chị đang ở phía trên chỗ phòng mà. Thật ra xong đấu, Ừ, xong đấu rồi. Đấy chị Ali cũng nhìn thấy em trốn trong thùng. Không mà nãy giờ lâu. À không, nhưng mà lâu lắm mà chờ lâu thế nhở? Ừ, sao vô lý thế nhở? Ừ. Tóm lại là một vốt thằng Quang vì nó dí tôi trong khi tôi với thằng Bảy đang đi chung với nhau. Đéo vì lý do gì cả, tự dưng nó chạy đến. Lúc đấy nó chưa dí thằng Bảy, nó dí tôi. Thế anh là gì? Anh là gì hả? Anh à? Sao anh nói được? Anh biết là gì? Không được. Ủa? Nó là Dada đây. Chắc nha mọi người ơi. Một vốt thằng Quang của Dada. Tự nhiên mình kiếm vậy. Ngoài bây giờ ta biết role của 5 người rồi đấy. Và 5 người đấy đều là ngỗng. Loại trừ ra thì loanh quanh là còn Ali này. Còn thằng Khoa, thằng Bô này, thằng Trần Tài Gia này. Gì em nữa, trời ơi, đúng rồi. Chứng minh vậy rồi. Trời ơi, không phải em mới gặp anh chứ, chứ là kinh nghiệm mà. Chịu ở dưới tè mà, chị gặp em đúng không? Không, tao có ở phía dưới đâu, tao mới ở trên mà. Phòng thí nghiệm là Ali cũng không nhìn thấy Hoàng Mèo lấy. Bởi vì em ở trong thùng, sao mà thấy được? Hình như là cũng rồi. Mà lúc đầu chị Ali thấy em, kỳ vậy. Đúng, đà lắm. Chạy ra Dada. Uầy cái đéo gì, tránh cái con mẹ mày ra. Đây rồi, thấy rồi. Em tin anh được kìa. Từ cho em làm nhiệm vụ với mọi người. Mọi người tránh ra đi, để tao phát cái quang nào. Từ không đâm, okay, không đâm. Mày là gì hả Quang? Mày là gì Quang? Mày là gì? Em khai được ở đây. Được, lấy ít hết em ở đây rồi. Rất có trách nhiệm rồi. Tầm này lọc được rồi bạn ơi, nói đi. Khai đi. Rất có trách nhiệm. Thôi, chém nó đi anh ơi. Tử bóng nhỉ? Em mà luôn thì được. Đừng bạn ơi. Nhặt cái quần quanh quanh qua, có hình dao chậm chậm. Mày là gì đấy mày? Mày hả? Ê, chị cho em biết nè. Uầy, piu đi lẻ, anh piu đi lẻ, anh piu đi lẻ. Ê, anh piu đi lẻ thôi. Thím đi lẻ. Mày ra đây. Đâu. Thím là cái gì ta? Mọi người thấy túi tiền trên đầu em không? Thấy. Thấy. Anh Bảy là Việt, thế thì anh Bảy là Việt. Anh nói là Việt luôn. Dài à. Ôi. Ôi. Ui. Nhanh đi. Ui. Thằng Bô Béo với cả Quang Vút Ca ở dưới nha. Không biết đâu rồi. Đâu rồi anh? Sát Bô ngay chỗ cũng bên trái phòng đu chuông nhưng mà ngã ba mọi người ạ. Nhưng mà là cái hội vừa đứng với nhau xong rồi mất điện đấy. Nhím vào Quang. Thế đấy chỉ có không. Thằng nhím thì lại chạy từ bên phải sang em ạ. Thằng nhím chạy từ bên phải sang. Chạy bên phải mà. Nó đi từ em đứng ngay cạnh nhà nha. Em vòng bên dưới, em vòng bên dưới. Có mỗi thằng Quang nó không chịu khai rôn mặc dù ở đấy là toàn người lấy gít đấy. Ô thì em đã nói rồi mà chị. Gì? Em nói. Thế thì anh Quang làm một cái gì đấy rồi. Ai hiểu thì hiểu thôi. Từ nhá, nếu như mà như thế nhá, mất điện phát, thằng nhím chém một phát xong rồi đi một vòng lên góc bên trên xong nó xuất hiện từ bên phải là cũng hợp lý đấy. Thì đó em bảo mà. Đúng không phải em, trời ơi. Có người thấy thương tiền trên đầu em không? Ủa, nhưng mà sao nãy anh Bill đứng bên phải đấy? Ừ, anh Bill đứng bên phải mà. Tao chạy mãi mới đến nơi nha. Tao ra là ba thằng chúng mày đứng ở đấy rồi nha. Ồ, thế anh có nhìn thấy đường không? Anh là gì cơ? Mày mất điện mà. Từ mày đến đấy. Sao anh thấy? Mày đến đấy sao mày biết có ba sao thằng đứng đấy? Em đứng đó. Sao chạy đến nơi mà. Quá đẹp. Đâu. Tụi em qua phải đến nơi mà. Mày bị làm sao ấy? Chị đi dưới mà tao chạy đến nơi mà tao bảo mà. Đi vào cho này cút đi thằng này. Thằng này đéo được. Sao thấy được giờ? Sao thấy được giờ? Ừ. Sao thấy được trời ơi. Anh Bill lại quên vụ. Ủa sao thấy được? Lúc ấy bị tắt đèn mà anh. Anh quên.
Anh quên vụ mất điện rồi anh Phương ơi. Anh quên rồi. Đang chắc đấy mà. Anh quên rồi. Ôi Chú ơi. Anh yêu. Anh biểu diễn ngày xong đứng kia bên sao ấy. Ừ đúng ngay cạnh bên cạnh. Đứng xỉa răng luôn. Tao không biết thật. Vẫn vốt em luôn mà. Như cạp xong đứng xỉa răng. Còn mày nữa, mày đợi đấy. Mày đợi đấy. Ơi. Dạ vâng. Sao? Từ từ, anh phải đi tìm thầy Onip. Anh phải đi tìm thầy Onip. Đi tìm thầy Onip. Đi bên này đi. Ê, thầy, đi 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 đi. Đi. Thầy bấm ngay thằng này cho anh cái. Đây, rồi kia. Áo đỏ kia. Ui. Quá, Willow. Thầy trưởng biết à? Bạn làm đâu đánh rồi. Ơi, biết chỉ cái này rồi chị vụ mất điện đây. Trời ơi, việc này sao Win? Đã cứ bị quen cái vụ mất điện đây khó chịu vãi lột thề. Ôi, anh Độ hay quá. Quá anh ơi, mình có thể hợp tác mà chị sao thì đi qua MVP, man. Ôi, chạy thế đéo được khỏi mắt anh nhìn phát dính ngay. Áo nó dính máu được kìa. Mông mai là gì cơ? Đúng hiểu ấy, cho bắt điện không kéo nào. Là vịt mà chị ăn đi riêng. Đấy, ơi, ám sát phải bắn em view. Nghe mà chị đã thấy dính máu kìa Nhím. Làm gì có thông tin là Nhím. Cảm ơn Quang nhá. Ai ạ, donate lại hơi nhiều với Quang ạ. Ali là theo phản xạ của mình. Hơi quá đà đấy. Tại vì lúc đó có thằng bố béo nó nổi nó đứng đó. Đổi áo đi Nhím, đổi áo đi. Quả. Áo này hay bị nghi quá ạ. Nốt vào cuối đi xong rồi bán trận Sego là 4 giờ là đẹp này. Em là học sinh, em là học sinh. Nốt nào mọi người. Ready. Qua. Ôi, hôm nay ăn gì ta? Chị Ali. Cặp không thấy. Mày ăn gì ta? Hai cặp đây. Anh Độ hôm nay ăn gì đây? Cặp Vũ Hoàng ơi. Chưa biết em ơi. Khoa ơi, Khoa Bảo ơi. Bao Khoa ơi. Ôi. Đi ở rồi. Vô tưởng trận cuối nên là đi rồi. Chơi đi mọi người, em đi tiểu. Chơi đi. Alo em nghe ạ. Let's go. Em đây nhà, có cấp độ không nhỉ? Cấp độ ông này nhập hết rồi ạ. Thế cho anh một cơm gừng rang gà nhá. Vâng, ok ạ. Đây ạ. Nhạc Canada. Của tôi đây. Ờ thì mic nó vẫn thông mà các bạn. Giết người qua Bluetooth đấy. Giết người từ xa. Là nó cứ đứng một góc rồi giết người á. Ôi thế thì dễ quá nhỉ. Bồ nông. À nó phải đứng yên anh. Bồ nông. Bắt dễ dàng. Bắt người, anh bắt người nó xong rồi. Cuộc đời. Sau anh phải kiểu như anh trốn đi ấy. Trời ơi. Anh sẽ bị cung đao thêm 10 giây nữa là số 7 mà tại sao lại ra ngông? Không dễ đâu anh ơi. Fuck. Giết hồi đầu á. Đéo tin được. Ơi con Dada sắp đấu rồi mọi người. Không sao. Chính nhà tôi là ngỗng, tôi mới phát huy được hết tất cả những sức mạnh của tôi nha. Các bạn xem tôi phá án ván này này. Đỉnh cao à. Có một vịt. Quám sát không nhỉ? Yeah, Canada man. Yeah, mình là người Canada. Yeah. Canada. Từ từ đã. Mẹ có ám sát không nhỉ? Siêu năng lực ra kẻ cắp danh tính. Ồ, một con ngẫu nhiên không à? Không biết anh ạ, ngẫu nhiên. Mọi người ơi, em thấy anh Bobo bảo với em là anh Bobo là ngỗng. Xong anh Bobo đi một mình mọi người ạ. À. Anh Bobo không đi với em. Ôi, chị Trang. Mọi người à. Rồi xong em thấy hình như là Quang Scam hả? Giết chị Miu xong, không. Lúc cúp điện xong rồi em
em thấy chị Miu chết, cái em ra em report luôn. Tao cũng nhìn thấy thằng Quang vừa chạy qua, sau đó lại còn ôi chị Trang, ôi chị Trang. Từ từ. Ok, từ từ. Có một thông tin. Em khẳng định đấy là giả dạng. Và Ali, em đứng bên cạnh Ali mà tại sao Ali lại dí em? Ủa cậu? Thì file đó tôi chỉ mình thấy mình bạn đi xuống chỗ tôi và anh à, bạn nói là chị tại nhưng Trang, mà tôi thấy Trang là giết phát là report luôn nhá, hay là cậu cắn Canada rồi? Trời ơi, thiệt chứ cái xác đó mà sao em mà cắn được? Từ từ nha, nếu như thì em nói đấy là giả dạng thì giết xong là phải giả dạng vợ tao chứ sao lại giả dạng sang mày được, Hà Quang? Đúng, 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 đúng. Cái ủa, em nhìn thấy màu đỏ giết là chị Trang giết. Màu đỏ mà chị Chi chết mà. Đây em ra rôn, em là thám tử. Đố ai nhận được thám tử đấy. Thôi, thế là em tử luôn rồi đấy. Tạm biệt em. Ừ. Ủa? Nhưng mà thám tử được chọn thật mà anh. Em thám tử số mấy đây? Nhạc làm hai thế nhiệm vụ. Thế chung sau đi, chung sau có một thông tin này. Thôi thế anh có bó đồng để nhạc em có làm hai nhiệm vụ vịt. Bỏ đi. Tại vì hồi nãy em thấy là anh như có thằng hình đúng không? Ai chém anh nhìn thằng nhím ở trên. Hồi nãy anh chip đi cái hướng mà anh Khôi cũng đi này. Mà chip chết mình rồi. Mà Bo lại thấy Bo là kẻ đếm xác này. Bo là kẻ đếm xác đúng không? Gì vậy nhạc? Ra ra chỗ kia. Chỗ nào? Anh chỉ có ám sát đâu. Ra chỗ lại, ra chỗ kia. Ra chỗ nhà sắt. Nhạc làm hai nhiệm vụ vịt. Kỳ ta. Mẹ còn mất điện tối quá đéo nhìn được. Đó là gì? Tao là kẻ hóng hớt, tao là kẻ hóng hớt. Mày bảo phía tao. Tao là kẻ hóng hớt. Hớt là sẽ làm gì? Là tao đang đi hóng hớt. Check roll chỗ tao, thằng nào mạnh nhất cái game này cái. Mạnh nhất game này là sao? Anh là cảnh sát trưởng á. Là có cái roll mạnh nhất cái game này. Mày là cảnh sát trưởng à? Không. Đây sao cảnh sát trưởng hay bất kỳ cái gì mạnh nhất. Ôi. Từ từ, đi qua phải có đèn. Ben ơi, mày là gì? Ben, cứu anh với Ben ơi, anh đang cần mày giúp Ben ơi, đi bạn anh chết rồi, Ben ơi, bạn anh chết rồi, Ben. Trời ơi, tôi giết bạn tôi rồi, Popo ơi, bạn yên tâm, tôi sẽ trả thù cho bạn. Chúng mày ơi, trong lúc mất điện, tao nhìn thấy thằng Bo nuốt bạn tao, tao đi cầu cứu mọi người nhưng mà không ai giúp tao cả. Trời ơi, thế tao phải rung chuông. Bài nha. Bạn tao thành cứt rồi. Trời ơi, bạn ơi. Không phải em nhá, em đang đứng chung với nhạc mà. Nhạc ơi, em không nhìn thấy quả đấy à nhạc. Ủa, em đang đi chung như đứng chung với nhạc anh em. Trời ơi, vừa cúp điện cái nó nuốt thằng Popo luôn. Trời ơi, nhạc. Tỉnh táo rồi nhạc. Không thấy anh ơi. Từ từ nhá, em đang đứng chung với nhạc luôn. Ơi, anh Độ ơi, bọn em đều không thấy, nhưng mình anh thấy mà mất điện này. Ba thằng em đang đứng chung luôn. Bố là gì đúng không? Ui. Một câu chuyện đó là anh Khôi chết hồi nãy em lúc em đi ra là em thấy anh Khôi với lại thầy đi chung với nhau, xong không hiểu sao. Ừ đúng, thầy trận này hỏi ít nói lắm nhá. Bình thường tôi hỏi bạn nếu mà bạn làm vâng bạn nói nhiều lắm. Bố là bồ nông. Quay lại câu chuyện bồ nông đi. Trời ơi. Thế thì vốt bồ nông đi ạ. Bạn tao thành cướp rồi. Đứng chung mà. Anh Độ ơi, sao mất điện anh thấy được? Ui dồi ôi. Ừ, nhưng mà sao mất? Nhảy như Bo nãy giờ nó chỉ kìa. Không mà nãy chắc là anh Độ gần chỗ Bo nhưng mà tao đứng ngay cạnh đấy mà. Tách mình nói về cái chết của chú Chip. Nói về cái chết của chú Chip. Nhưng mà anh Khôi chết rồi Bo ơi. Thế mà em tôi mới lạ. Ok, liên quan đang đứng chung với nhạc mà. Mọi người ghim thầy nha. Ủa, trời ơi, xuống. Qua thư viện lại đi. Đéo phải nói gì luôn. Vẫn bỏ qua đấy. Tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Bạn nhiệt tình lắm. Thầy, cái làng này. Đi. Tạm biệt con màu đồng. Đúng đấy, bởi vì anh Bill chết mà. Không thể. Ha. Độ là gì đấy, độ? Mày là con vịt. Ben. Tại sao nãy tao gọi mày không trả lời? Dạ. Tôi lấy đồ ăn anh ơi. À. Mẹ lấy đồ ăn mà sống lâu nhỉ? Em không phải vịt, em là tinh linh. Mày là tinh linh? Đấy, em có thể nhìn đây, em có thể bảo vệ mọi người bằng cách em đập hồn ra này. Đây có 4 người này, có một người đang đứng dưới đang nhấp nhá lên này. Ai đó này? Ôi. Ai đó đấy, màu gì ấy, không biết nữa. Tôi đấy. Đây một người chạy lên này. Đời. Ủa sao nhạc đi từ đâu ra vậy? Anh Quang với lại anh Bảy ở dưới nha.
đang đi chung bị cửa đóng chia cách ba anh em rồi. Ủa Nhạc đi từ đâu ra đây vậy? Nhà ở Nhạc nhở, hình như thằng Bô nó dưới, nó dưới. Quay lại nó nuốt hay sao ấy. Em không. Mọi người ơi, em mới thấy Nhạc tàng hình hay sao ấy giờ. Tàng hình gì? Mày nói. Tàng hình gì em là tinh linh em thấy anh ấy chạy lên mà. Thế à, nhưng mà sao tự nhiên em thấy đi tới đây Nhạc mới xuất hiện nhỉ? Đâu? Nhạc mất điện thì chạy. Nhạc đi với tôi đấy. Ôi. Còn thiếu ai ta? Có thằng Bô béo, thằng Bô béo đâu? Tao vô rồi. Tao chết mà. Ok kìa, thầy làm sao thế nhở? Thầy làm sao nhở? Đồ uống nước anh ơi. Nhưng mà thầy là siêu năng lực ra, nãy giờ thầy giết được ai chưa? Siêu năng lực ra anh kìa. Không, chỗ anh em cũng hỏi thật là nãy giờ giết được ai chưa? Chưa anh. Chưa giết được ai à? Khó nhở? Vâng. Cái rô thứ ba là cái gì? Khổ. Đi chè. Em có giết được ai đâu. Ôi đẹp. Úi. Em thấy thằng Dev đi làm đúng bên trong nó này. Có thể nó vừa giết Dodo xong đấu của nó rồi. Ở dưới. Đúng. Không, em không làm đâu. Em xong lâu rồi. Em xong rồi, em đăng cho bồn. Canh. Bỏ em. Đấy, tao canh nhau. Đừng bỏ em. Em đang xuất hồn. Ok. Hết rồi. Đi hướng khác đi, nhiều người đi hướng này quá. Ôi trời, nhìn rõ lúc mất điện thế nhỉ? Có người chết. Ai chết vậy? Xác anh Quang vodka. Có ai chạy từ bên phải sang mọi người? Em thấy xác anh Quang vodka gặp xác anh Quang vodka với anh Độ ở phòng rung chuông. Anh Độ cái đéo gì? Tao sống. Em đi cùng với anh tìm thấy xác còn gì? À ừ. Tao tưởng mày thấy xác tao trong khi tao vẫn đang ngồi đây nói. Không, em tin anh rồi, anh trông cho em, em tin anh rồi. Em đang đi nhặt thôn. Cái chỗ phòng thí nghiệm ấy, nhiệm vụ của vịt nó là tắt điện à hay là nó là gì? Tắt điện. Là nói hết. Tắt điện à? Rồi, thế em tin được hai người rồi. Ai mới nói nhỉ? Ai bị Ai cảm ơn Quang cho. Ai làm điều. Nhạc bị tịch tùng rồi. Ơ nhạc tiệt tùng kìa. Màu phát. Ai biết màu của mình vậy. Nhạc lần cuối nào đi kia nhạc qua đây là đi gặp ai. Lần cuối đông lắm. Lần cuối nãy bên góc trái trên đóng người mà. Anh ơi, anh em nhớ lần cuối là anh em đứng chỗ thắp lửa là đép nó đến cuối mà xác ở ngay gặp phòng rung chuông. Đấy. Đúng. Không. Nếu mà phòng rung chuông thì em chạy lên bên trái thì liên quan đến khu ở giữa. Mày sai lầm rồi anh. Chắc ơi. Thằng mèo kia mà. Mày kiếm được ai vậy? Nhưng, không đi. Nhưng mà cái xác ở giữa đi. Mà. Chạy bên trái lên. Nói đi, nói đi. Chết bây giờ. Xác không phải là tao ghi được mỗi thầy Onit với cả thằng Dev thôi. Chịu. Em ở. Không phải em. Em ở trên phòng kia là em biết gì ăn được. Em có chức năng. Em giết ai anh trời ơi. Chắc là đúng. Chắc không nhỉ? Chắc là em nghĩ là đúng. Tại vì em thấy Dev kia bên đi lẻ mà ngồi ạ. Nó chém anh Quang Luka cũng là xong đa đa xong đấu. Nó vứt tôi vậy. Đúng. Qua, ừ, tao vừa thấy thằng Nhạc đi lẻ, xong rồi tao lại gặp thằng Dev đi lẻ. Này em cũng thấy nó đi lẻ, đây này. Rồi, và chúng ta chuẩn bị chết. Chúng ta ở đây có 5 người nha mọi người, em đếm rồi, 5 người. Tai cấp đề. Một người vừa đến, một người vừa đến em không biết là ai. Và em nhá. Em đi đây. Ủa đang mất điện mà sao lại đi? Em đi á. Đang mất điện mà. Đép đuổi theo kìa. Thằng Dev là Dodo, ai có súng bắn nó đi anh. Thế còn mỗi thầy thôi. Làm nhiệm vụ trong. Thì anh. Thực sự luôn ấy. Bây giờ đéo, cái quan trọng là đéo còn ai có chức năng giết người ấy, hiểu không? Đéo chịu nhận. Thầy là cái gì? Thầy là gì? Em là Ba Giang. Ơ. Anh Quang vút cái gì nhờ? Ai vừa đi cùng? Lady and gentlemen. Em thấy thầy Pino chém anh Độ trước mặt em và một người nữa đứng cạnh em là chị Ali.
và chị Ali đứng ngay đấy và thầy chém, thầy định double kill. Vô hội. Ơ ủa, sao chị Ali chết? Là như nào? Ủa? Ủa. À. Cái dạ dạ dạ. Này con người chắc Ali. Chắc chắn là thầy, chắc chắn là thầy là một con vịt. Ủa khoan, từ từ, Dep đang ở đây, Ben ở đây, anh Hoàng Mèo. Ờ Hoàng Mèo đang ở đây thì anh Bảy là cái gia dạng à? Nhưng mà thế là Bảy ở lúc đấy. Thế à, thầy ơi, thầy theo em nói. À, chỗ con, của, em nhớ rồi, em chỗ nhớ, của anh em, là đang từ, anh nhạc em nghe em nhớ nhớ chi ký ức em nhớ rồi, lúc đấy bốn con mà... bốn người ở trên đấy là em, anh Bảy với cả thầy với cả anh Độ đi xuống thì anh Bảy đi trước, không như vậy anh Bảy chém một người đi trước. Nhưng mà anh nhìn thấy em ở đâu anh nhạc? Nhưng mà từ từ đã, Ali kêu Ali là cái này tỉnh táo. Canada nào? Chị Ali là người nổi tiếng. Anh không lừa em đâu, anh Bảy. Anh nhạc nhìn thấy em ở đâu ạ? Ủa? Ở chung bên phải dưới. Thật là cái chuyện này, anh có thấy ai nào? Em đang đứng nhưng ở bên trái. Chắc chắn là anh, chắc chắn là thầy chém anh Độ chứ không phải thầy trước, bố thầy trước. Mẹ bố Mai chém Độ rồi. Bố Mai đây. Em là không gặp ba nhá, mày phải chúng mình ra nhá. Bố Mai chém anh Độ mà bố Mai lại bố Mai đi qua. Bên đây bốn người rồi. What the fuck? Ủa, bố Mai chém chúng Canada bro. Anh Bảy vịt cuối, vịt cuối. Bố Mai chém chúng Canada kìa. Đây là Canada mà mọi người quên mất. Sai. Sai. Thầy trẻ mày bảo ẩu thế thề. Sai. Thề cứ bảy bảy nó chưa cút đau anh ạ. Quay vừa mới giết em xong thì mọi người tới luôn ấy. Ờ anh thấy mà. Sai. Anh thấy bóng của Bảy chạy đi luôn mà. Bạn ơi, bạn giọng bạn là vịt lộ lắm bạn ạ. Ui, donate nhiều thế nhỉ. Anh cảm ơn Quang nhá. Không, em không thể nhớ em được, ôi chỉ có 4 người ở trên đấy thôi. Anh đi trước, anh chém chị Ali. Không, anh hóa anh chị Ali. Xong rồi thầy tưởng là double kill, thầy chém anh Độ. Thì như thế. Và đúng lại nữa. Câu chỉ rất là sầm. Uầy, thôi Quang ơi, nhiều lắm rồi. Thực sự, mẹ một tối mà 50.000 kim cương, 55.000 kim cương là quá nhiều với anh. Anh cảm ơn Quang nhá, cảm ơn em nhiều. Cảm ơn em, cảm ơn em. Thank you em, thanks kill em. Anh em bọn tôi. À 4. Chắc không, ở đó có người giải dạng hay sao? Tại vậy giết xong mới ấy được mà. Có là mẹ kiểm chứng bằng giọng luôn. Chưa, tại vì bốn người luôn. chưa ai chết thì tất cả là không có gì. Bọn tôi nói chuyện với nhau. Bọn tôi đang dàn xếp là thấy nước Olip và Bobin là một phe, mà Bobin dính rồi thì Olip thì không phải rồi. Cậu đang hơi nghi đép để tiếp đến sau nhưng mà thấy Olip chém anh Độ trước mặt em trắng trợn lắm mọi người ạ. À. Thì đấy, Bobin trợn lắm. Dí thấy Olip thì có 7 thôi. Chắc rồi. Và Dep ở bên phải rồi. Dep thì như lúc nào đang Vuchi sao? Điều là không phải em. Giả dạng. Đấy mày qua bên phải thấy lù lù đen xì ra. Giờ người ta dễ giọng luôn mà. Rồi em bên trái mà. Đấy. Chắc thấy đúng. Thấy nó bên phải luôn. Bên trái. Bên trái không gặp ai đâu. Em không phân bếp đô đô thế. Em không gặp ai, mọi người nhầm. Mày vô chi, chém anh Quang vất ca là thiếu giả dạng em. Giả dạng thế đéo được, mày có sống mà. Mày khoảng đổi danh tính. Không, đi đi. Có con dịch trong hỏi mà. Thôi luôn anh Bảy đi. Thề. Bọn tôi bên này mà. Giờ chấm hỏi nãy có tiệc tùng anh. Nãy có ai tiệc tùng em mà. Đô. Tôi bên này mà. Trời ơi. Đô làm gì chí thề đô. Đô tổ. Dìa. Được. Dìa. Bắn nhau thôi. Bắn nhiều nhưng mà địt mẹ mình nhức hết cả đầu. Ê giờ sau có chơi không anh? Dạ, mày không phải, mày thè luôn, chưa giết được thằng lột nào, tối tao bị giết. Anh phải nhanh tay vào. Phải luyện tập anh ạ. Nhanh tay như thầy, phát hiện luôn nhỉ. Nhưng mà hôm nay biết một vài roll nữa, ok, thôi ngủ đây. Nghỉ đi, bye bye, chào anh em. Bye bye anh.